Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 157. Ngươi làm vậy là có ý gì? Lương Diệu Trúc nghiến răng nghiến lợi, ngươi có tin ta cắt hai cái chân, không, ba cái chân của ngươi không? Hạ Thiên chẳng thèm phản ứng, một giây sau đã ngủ. A, à, tức chết ta rồi. Lương Diệu Trúc hung hăng nói, ngươi chờ đó cho ta. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh ngươi một trận cho hả giận. Hồ Hóa Vũ nói, ngươi cứ đẩy chân hắn xuống không được sao? Mắc mớ gì đến ngươi? Lương Diệu Trúc quay sang nhìn Hồ Hóa Vũ, ngươi nên lo cho mình đi. Hồ Hóa Vũ. Trên đài, Trịnh Hưởng Sơn nói nhảm một bài. Sau khi nói đã đời, ông ta mới chậm rãi tiến vào chính đề. Chúng ta đã là bác sĩ, nhưng khác với bác sĩ bình thường, bởi vì chúng ta còn tu hành. Trịnh Hưởng Sơn ngạo nghễ nói, chúng ta có truyền thừa y đạo của riêng mình, là côi bảo mấy ngàn năm văn hóa. Những thứ này không thể nào so cao thấp, cho nên, mọi người đừng quá câu nệ chuyện thắng thua, tỉ thí đến một mức nào đó thì dừng lại. So đấu y thuật có ba cửa ải. Đạt đến mức nào đó thì dừng, nói nghe dễ quá. Hồ Hóa Vũ lắc đầu, cảm thán nói, ai cũng biết đến Nguyệt Phương Nguyên sẽ có chỗ tốt vô tận. Mấy danh ngạch này, nhất định là sẽ tranh giành đến vỡ đầu. Lương Diệu Trúc nghi hoặc hỏi, nếu danh ngạch khó có được, vì sao bọn họ còn phải tranh tài? Cứ bí mật phân phối không được sao? Bởi vì danh sách đó bọn họ không quyết được. Hồ Hóa Vũ mỉm cười giải thích, cổ thần bà bên trong Nguyệt Phương Nguyên mới là người lên tiếng. Ý của bà ấy là chọn ra một người có y thuật cao nhất. Người thứ hai và thứ ba mới là người Trịnh hội trưởng, còn có Hồ gia tranh thủ được. Lương Diệu Trúc lại hỏi, đến Nguyệt Phương Nguyên còn không phải xem bệnh cho ai đó sao? Có chỗ tốt gì chứ? Nguyệt Phương Nguyên là linh địa, linh khí ở đó cực kỳ dồi dào thì không nói, còn có rất nhiều dược thảo chân quý bên ngoài không có. Biểu hiện của Hồ Hóa Vũ rất lạnh nhạt nhưng ánh mắt cũng khó che giấu sự hướng tới, tu hành y thuật, ai mà không muốn nhìn thấy những dược thảo trong truyền thuyết. Tùy tiện lấy vài cọng cũng có thể giúp cho mình hưởng thụ cả đời không hết. Ồ, Lương Diệu Trúc gật đầu. Trên đài, Trịnh Hưởng Sơn bắt đầu giải thích vòng thi đấu y thuật thứ nhất. Nếu là đại hội y giới, so đấu tất nhiên là y thuật, so trị bệnh cứu người. Ai trị càng nhanh, trị tốt hơn mà không để lại di chứng thì người đó thắng. Trịnh Hưởng Sơn nghiêm túc nói, nhưng chúng ta cũng không thể trực tiếp lấy bệnh nhân ra làm thí nghiệm, không được nhân đạo cho lắm. Cho nên, để tranh tài, Trịnh Mỗ, Hồ Gia, còn có Nguyệt Phương Nguyên đã tạo ra 5 con rối, bên trong có cổ trùng có thể mô phỏng hầu hết các trạng thái của con người. Nói xong, có người đẩy 5 con rối hình người màu trắng lên đài, đích thật không khác gì người thật, nhưng nhìn ra được chúng không phải người. Bên trong 5 con rối này, mỗi cơ thể đều mô phỏng những căn bệnh nan y đã từng xuất hiện trên thế giới. Trịnh Hưởng Sơn chỉ vào 5 con rối, chậm rãi giới thiệu, sau một thời gian, mỗi tông môn hay hiệp hội đều có thể cử đại diện có y thuật tốt nhất đến chữa trị cho các con rối. Nếu chẩn đoán đúng triệu chứng, sau đó chữa khỏi, cổ trùng tương ứng sẽ trồi ra ngoài cơ thể. Hiệu quả trị liệu cũng rất đơn giản. Trên đỉnh đầu 5 con rối có bố trí 5 cái đèn, sẽ căn cứ vào trình độ chữa trị mà sáng lên những ngọn đèn khác nhau. Nếu sáng hết, điều này đại diện cho việc chứng bệnh đã được chữa trị tận gốc. Nếu trị sai, cơ thể con rối sẽ đổi màu, chuyển sang màu đen. Được rồi, có vị đồng nghiệp nào muốn tiến lên thử một chút hay không? Trịnh Hưởng Sơn nhìn chung quanh, nhẹ giọng hỏi. Quy tắc này có chút mới mẻ, nhưng các bác sĩ bên dưới vẫn còn do dự. Dù sao tình huống vẫn còn chưa rõ, nếu chẳng may ra tay thất bại, mất mặt chết đi được. Để ta, trong mọi người vẫn có mãnh sĩ, một người cao chưa đến 1m4 kiêu ngạo lên đài, mặc kệ bọn chúng có nghi nan tạp chứng gì. Trước mặt bán tiên Quách Thiên Hòa ta chỉ là trò trẻ con. Người này là ai vậy? Lương Diệu Trúc hiếu kỳ hỏi. Hồ Hóa Vũ lắc đầu, không phải người Nam Cương. Người này trước kia là thần côn của hội thỉnh thần thuật. Y Tiểu Âm nhận ra, lên tiếng giới thiệu, về sau, hắn ta dựa vào cái gọi là phù thủy chữa khỏi trăm bệnh, tạo nên chút danh tiếng ở địa khu Hương Trấn, thậm chí còn được gọi là bán tiên. Lương Diệu Trúc khinh thường mắng, phì. Thần côn thì có. Giọng nói của Hồ Hóa Vũ hơi lạnh lại, đúng là bại hoại của y giới. Đám người này cũng có thể đường hoàng tạo ra tên tuổi, chẳng khác nào sỉ nhục. Trên đài,
Trịnh Hưởng Sơn hoàn toàn không có chút ý tứ xem thường người này. Ông ta chậm rãi hỏi, năm con rối, mỗi con đều có 20 chứng bệnh. Ngươi cứ tùy ý chọn một con, chỉ cần chữa khỏi 5 loại trong đó, ngươi có thể tấn cấp. Quá đơn giản. Người lùn lập tức lấy ra một đôi bao tay màu đỏ đeo vào tay, sau đó cho người mang đến một chậu nước, bên trên bao tay của ta có thần dược. Chỉ cần ngâm nước là có thể trị được bách bệnh. Quả nhiên, ngâm một hồi, chậu nước kia chuyển thành màu đỏ. Người rồi uống xong, đảm bảo 20 chứng bệnh toàn bộ chữa khỏi. Người lùn cười hắc hắc, nhưng bởi vì chiều cao không đủ, đứng chưa đến miệng con rối, chỉ có thể nhờ người làm hộ. Bên cạnh có nhân viên y tế hỗ trợ, lập tức thay hắn ta rót nước vào trong miệng con rối. Y tiểu âm thản nhiên nói, trong nước đích thật có mùi thuốc, cũng không biết có linh như vậy không. Vợ y, nàng không cần hoài nghi điều này. Hạ Thiên nhắm mắt, cười nói, linh cái rắm, tên lùn kia đang tìm chết. Hạ Thiên vừa nói xong, chưa đến 3 giây, trên đài đã xuất hiện biến cố. Chỉ thấy người rối màu trắng kêu lên một tiếng. Bỗng nhiên bay lên đá thần côn quách thiên hỏa xuống dưới đài. Người lùn kia nặng nề rơi xuống đất, ngất ngay tại chỗ. Ta đã nói rồi mà. Hạ Thiên nhìn thấy, chỉ cười hì hì một tiếng. Y tiểu âm nhìn ra được mánh khóe, xem ra những người rối này cũng không đơn giản, bên trong tất có huyền cơ. Hơn phân nửa là do cổ thần bà làm ra, Trịnh Hưởng Sơn không có bản lãnh đó. Hồ Hóa Vũ nheo mắt, không hiểu nhìn Trịnh Hưởng Sơn trên đài. Không biết bọn họ đang tính toán điều gì. Mặc kệ bọn họ bàn tính cái gì. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ cần đừng trêu chọc ta, còn có vợ y, bọn họ muốn làm gì thì làm. Lương Diệu Trúc bất mãn nhìn Hạ Thiên, sao, ta và Vũ Ca không phải người sao? Trêu chọc chúng ta thì ngươi cũng mặc kệ đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên trở mình, hờ hững đáp. Hừ, Lương Diệu Trúc trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Sau này ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Chấm. Lúc này, Trịnh Hưởng Sơn lạnh lùng vẫy tay với bảo an cách đó không xa, mau kéo người này ra ngoài đi. Sau đó, hắn cao giọng nói với người dưới đài, mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, nếu y thuật bản thân không tinh, thậm chí còn không có chút y thuật nào, chỉ muốn lừa bịp mọi người kiếm chút danh tiếng, Trịnh Mỗ ở đây khuyên một câu, tốt nhất đừng tự làm mất mặt mình. Người này chính là vết xe đổ đấy. Nghe xong, hơn phân nửa người đang kích động lập tức yên tĩnh trở lại. Dù sao lên đài cũng phải nghĩ đến mặt mũi. Nếu bị người dối đá xuống dưới, mặt mũi xem như mất hết, hơn nữa còn bị gán cho cái danh hiệu y thuật không tinh, về sau làm sao mà lăn lộn trong giới y học nữa. Tuy nhiên, trong đám người không thiếu dũng sĩ, cũng có người có bản lãnh thật sự, rất nhanh đã có không ít người thông qua được cửa này. Nhưng không biết hữu tâm hay vô tình. Y sư thông qua cửa thứ nhất đa số đều là người của y giới Nam Cương. Y sư đến từ phía Bắc bị đào thải hơn phân nửa, còn thừa lại không bao nhiêu. Dược Vạn Tâm không thể nhịn được, ông ta mang theo rất nhiều y sư phía Bắc, không ngại đường xa vạn dặm đến Nam Cương, chính là muốn xả giận cho y sư phía Bắc. Kết quả giống như bọn họ chủ động đưa mặt cho người ta đánh. Khoan đã, Trịnh lão đệ, quy tắc này có cần phải thay đổi một chút hay không? Thừa dịp một y sư Nam Cương thông qua cửa thứ nhất, Dược Vạn Tâm đứng lên nói với Trịnh Hưởng Sơn. Ồ, Dược lão có gì cứ nói. Gương mặt Trịnh Hưởng Sơn cũng không có quá nhiều thay đổi, thản nhiên hỏi lại, nếu quả thật có chỗ không ổn, Trịnh Mỗ nhất định sẽ nghe theo. Dược Vạn Tâm cau mày, bất mãn nhìn Trịnh Hưởng Sơn, trong lòng suy nghĩ, ta còn chưa lên tiếng, tiểu tử này đã phá hỏng đường, còn làm bộ ở đây làm gì? Ta cảm thấy có chút sai sót nhỏ. Vừa lúc muốn nói một câu. Dược Vạn Tâm vì suy nghĩ cho danh dự của y giới phía Bắc, cũng chỉ có thể giả bộ nghe không hiểu ám chỉ của Trịnh Hưởng Sơn, trực tiếp lên tiếng, lão phu quan sát ba con rối người thật lâu, đích thật có thể mô phỏng không ít nghi nan tạp chứng, nhưng những chứng bệnh này phần lớn xảy ra ở phía Nam, điều này thật sự có chút không được công bằng với y sư ít hành tẩu ở phía Nam, ngươi cảm thấy thế nào? Trịnh Hưởng Sơn mỉm cười, Dược lão nói không phải là không có lý. Chỉ là bệnh mà cũng có thể phân biệt Nam Bắc, chẳng lẽ y đạo cũng có sao? Ta tin rằng chỉ cần y thuật tinh thông, cộng thêm kinh nghiệm hành y phong phú, không có bệnh gì là không thể chữa khỏi. Điều này chẳng liên quan gì đến Nam Bắc. Ha ha, đúng là như vậy.
Dược Vạn Tâm chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt Trịnh Hưởng Sơn, tuy nhiên, tục ngữ cũng có nói khí hậu một phương dưỡng dục người một phương. Bệnh này bắt đầu từ khí hậu, tất nhiên là có sự phân biệt. Bắc trị liệu Bắc, Nam trị liệu Nam, đây chính là quy tắc nền tảng nhiều năm của giới y học chúng ta. Nói xong, nét mặt ông ta nghiêm lại, chỉ về phía Hạ Thiên, bây giờ, có thể thống trị giới y học Nam Bắc chỉ có mạch kia. Nếu Trịnh lão đệ quả thật suy nghĩ cho giới y học, rời khỏi Nam Bắc bên nào cũng không được, người cũng nên có hành động chiếu cố đến phương diện này. Trong lòng Trịnh Hưởng Sơn run lên, quả thật ông ta đã có sự chủ quan. Dược Vạn Tâm tung ra một quả bom, nếu không, tiểu tử này và Trương Minh đã phát lực, trực tiếp khai tông lập phái, trắng trợn thu đồ, đến lúc đó còn có chỗ trống cho chúng ta sinh tồn sao? Cái này, Trịnh Hưởng Sơn đổ mồ hôi lạnh. Bác sĩ bình thường không phân biệt Nam Bắc, đến đâu cũng được. Nhưng y giới thì lại khác, chẳng những phân biệt Nam Bắc, hơn nữa còn trải qua một thời gian dài bị cắt đứt, lấy Trường Giang làm ranh giới, gần như cả đời không qua lại với nhau. Điều này cũng dẫn đến y thuật giữa y giới Nam Bắc khác nhau càng lúc càng lớn, cuối cùng, cho dù muốn chỉnh hợp thành một, độ khó cũng rất cao. Dã tâm của Trịnh Hưởng Sơn bừng bừng, bình thường chuyện muốn làm nhất chính là nhất thống y giới Nam Bắc, trở thành khôi thủ danh phủ kỳ thực y giới. Mời y giới phía Bắc đến, thật ra cũng là thủ bút của ông ta, mục đích chính là muốn mượn chuyện này chèn ép y giới phía Bắc, thành lập quyền uy tuyệt đối của mình ở y giới Nam Cương. Sau khi được Dược Vạn Tâm nhắc nhở, ông ta mới bừng tỉnh. Nếu chèn ép y giới phía Bắc quá độ, chờ ông giải quyết Nam Cương xong, muốn chỉ huy Bắc tiến, khó càng thêm khó. Xuất phát từ đại cục, ông ta làm như vậy, tầm nhìn quả thật có chút hạn hẹp. Nếu ông ta không thể nhất thống Nam Bắc, hợp nhất y thuật hai giới, đến lúc đó tiện nghi chính là người khác, nhất là mạch quỷ y, bao gồm Trương Minh Đà và Hạ Thiên. Năm đó, sở dĩ Trương Minh Đà bị nhầm vào chính là y thuật của ông đã đột phá trói buộc y giới Nam Bắc, đạt đến độ cao vượt qua rất nhiều người cùng thế hệ. Càng kinh khủng hơn chính là Hạ Thiên. 12 năm trước, tiểu tử này hoành không xuất thế, y thuật được thể hiện ra còn khủng bố hơn. Không giống như nhân gian nên có, lại có bản lãnh cải tử hồi sinh. Điều này tất nhiên cũng sẽ dẫn đến y giới Nam Bắc khủng hoảng và căm thù. Nếu có thêm vài người như hắn, không gian sinh tồn cho bọn họ có còn không? Ngoại địch xuất hiện, y giới Nam Bắc sẽ tạm thời bỏ qua thành kiến, trước giải quyết dị loại này. Vạn Quy Nhân đã bị bọn họ đồng hóa, năm đó Trương Minh Đà cũng bị bọn họ đuổi vào Sơn Lâm. Bây giờ... tất nhiên phải đuổi cùng giết tuyệt Hạ Thiên. Dược lão nói rất đúng. Trịnh Hưởng Sơn đã hoàn toàn hiểu ra, vui lòng phục tùng, là Trịnh Mỗ hẹp hòi, suy nghĩ không chu toàn. Vậy ta sẽ sửa đổi lại quy tắc một chút. Đồng nghiệp y giới phía Bắc vẫn có không ít người có y thuật cao siêu. Dược Vạn Tâm mỉm cười thỏa mãn, Trịnh lão đệ quá khiêm tốn rồi. Y giới bây giờ cũng chỉ có ngươi là có khả năng thành tựu đại nghiệp. Nửa cơ thể của lão phu đã xuống mồ, nhưng cũng muốn nhìn thấy thịnh cảnh này khi còn sống. Hai người thổi phồng nhau một phen, sau đó, Trịnh Hưởng Sơn bất động thanh sắc điều chỉnh cổ trùng mô phỏng chứng bệnh bên trong người rối. Quả nhiên, y sư phía Bắc quá quan càng lúc càng nhiều. Thời gian trôi qua, y giới phía Bắc dần đạt được trạng thái cân bằng vi diệu với y giới Nam Cương. Dần dần, khảo hạch cửa thứ nhất đã tiến hành đến bước cuối cùng. Có còn đồng nghiệp y giới nào muốn lên thử nữa không? Trịnh Hưởng Sơn nói đến đây, ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Hạ Thiên, Y Tiểu Thư, trên phố đồn đại hai vị y thuật thông thiên, chẳng lẽ hai người không có ý định để lộ hai tay, để mọi người mở mang tầm mắt một chút sao? Hạ Thiên lười biếng đáp, chỉ có thứ ngu ngốc không có bản lãnh mới để lộ hai tay. Y thuật cũng không phải gánh xiếc, lộ cái gì mà lộ? Ngươi nói vậy là có ý gì? Đúng là cuồng vọng. Thả dám, dám bất kính với Trịnh hội trưởng như vậy. Mau đuổi bọn họ ra ngoài, bọn họ hoàn toàn không xứng tham gia hội nghị. Chấm. Mọi người im lặng, Trịnh Hưởng Sơn vẫn tỏ ra thái độ hiền hòa của một trưởng bối, nói với Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, Trịnh Mỗ làm việc từ trước đến nay đều quan tâm đến công chính. Mấy năm qua, bất luận Hạ Thiên hay là Y Tiểu Thư, hai người đều chịu đủ tranh luận. Cho nên... Trịnh Hưởng Sơn ta mới cho các ngươi một cơ hội tự biệt, hy vọng các ngươi đừng phạm sai lầm. Y Tiểu Âm nghe xong, cười lạnh không thôi.
Trịnh Hưởng Sơn có chủ ý gì, trong lòng nàng biết rất rõ. Thật ra ông ta đang muốn buộc nàng và Hạ Thiên đứng chung một đội với ông ta. Nếu quyết định đứng cùng một đội với ông ta, bọn họ phải kính dâng y thuật của mình ra đổi lấy không gian sinh tồn trong y giới Nam Bắc. Còn nếu không giao, bọn họ phải thề, cả đời không được thu nhận truyền nhân. Vạn Quy Nhân chính là một ví dụ. Nếu trực tiếp từ chối, sau này bọn họ sẽ trở thành kẻ địch chung của y giới Nam Bắc, đối mặt với Tiểu Sát Liên Hợp vô tận. Vì thế, phiền phức sẽ nhiều vô cùng, cần phải thoát khỏi y giới. Trương Minh Đà chính là một ví dụ. Đáng tiếc, bọn họ đã chọn sai đối thủ. Mặc kệ là Hạ Thiên hay là Y Tiểu Âm, bọn họ đều không phải là người có thể suy đoán theo lẽ thường. Tính cách của Y Tiểu Âm rất cứng cỏi, chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không thể ma diệt đấu trí của nàng, ngược lại còn khiến nàng càng đánh càng hăng. Hạ Thiên hắn luôn chướng mắt đám tôm tép nhãi nhép, gom hết toàn bộ lại nhân với một vạn cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên, hắn chẳng cần phải quan tâm, không thuận tay diệt bọn họ đã là khai ân lắm rồi. Xem ra các ngươi không muốn để đồng nghiệp y giới mở mang tầm mắt. Dược Vạn Tâm mỉm cười nói, hay là các ngươi cảm thấy chúng ta không xứng nhìn thấy y thuật của các ngươi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi nói đúng đấy, các ngươi xác thực không xứng. Hạ Thiên nói, ta thấy các ngươi chính là lừa đảo, là thần côn. Có người không chịu nổi chỉ vào Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, các ngươi không biết y thuật, chỉ biết lừa gạt tiền. Đúng, tập đoàn thần y và y nhân các chỉ biết kiếm tiền, có biết chữa bệnh gì đâu. Bọn họ chỉ có hư danh. 10 năm qua, bọn họ chỉ biết trốn tránh không dám lộ diện, đoán chừng chính là sợ bị lộ tẩy. Chấm. Hạ Thiên lắc đầu, một đám ngu ngốc. Này, ngươi nhanh lên đi, cho bọn họ mở mang tầm mắt một chút. Lương Diệu Trúc tức giận, muốn giúp đỡ Hạ Thiên phản bác hai câu, kết quả nói không lại người khác, đành phải thúc giục Hạ Thiên, đám người đó nói chuyện quá đáng quá. Trịnh Hưởng Sơn thở dài, nếu hai vị không phối hợp, Trịnh Mỗ cũng không miễn cưỡng. Nhân lúc đồng nghiệp y giới Nam Bắc đều có mặt, ta cũng muốn trịnh trọng nhắc nhở hai vị, các ngươi có thể dùng y thuật để kiếm tiền nhưng đừng quá đáng. Nếu không, đừng nếu không, Hạ Thiên chậm rãi đứng lên, đưa mắt nhìn Trịnh Hưởng Sơn, lão đầu nhi, ngươi còn nhớ ta đã nói gì với ngươi không? Nói gì, Trịnh Hưởng Sơn sửng sốt, ông ta thật sự không nhớ được Hạ Thiên đã nói câu nào khiến ông ta phải ấn tượng. Muốn ta phối hợp với ngươi, dựa vào cái gì? Hạ Thiên hờ hững nhìn Trịnh Hưởng Sơn, dựa vào việc ngươi không dám rửa, hay là ngươi phải chết, ngươi còn nhớ không? Trịnh Hưởng Sơn rốt cuộc cũng đã nhớ ra, khi Hạ Thiên đến Nam Cương, ông ta dẫn người đến thông báo tin tức cho Hạ Thiên, lúc đó Hạ Thiên đã trả lời ông ta như vậy. Nhưng điều này có liên quan gì đến việc trước mắt? Đương nhiên là có liên quan rồi. Hạ Thiên cười nói, bởi vì ngươi phải chết. Ha ha, nếu các ngươi không muốn tham gia, vậy thì quên đi. Đối với kiểu gần như khiêu khích của Hạ Thiên, Trịnh Hưởng Sơn không muốn nói nhiều, nhanh chóng đưa ra quyết đoán, đây là ân oán của các ngươi với y giới Nam Bắc, Trịnh Mỗ cũng không hỏi đến, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta và đám ngu ngốc đó có ân oán gì chứ? Bọn họ chẳng xứng có ân oán với ta. Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi cũng không có tư cách để hỏi. Có rảnh thì nên nghĩ lại làm thế nào để bảo vệ cái mạng chó của ngươi đi. Trịnh Hưởng Sơn còn chưa phản ứng, đám người bên dưới đã không chịu nổi, bắt đầu chỉ trích Hạ Thiên. Ta thấy ngươi sợ thì có. Không dám thì chính là không dám, không có trình độ thì chính là không có trình độ, làm bộ cái gì. Đúng đấy, về sau đừng dùng cờ hiệu thần y đi gạt tiền nữa. Tập đoàn thần y của ngươi cũng nên đổi tên đi, thành tập đoàn lừa gạt, như thế nào? Y nhân các cũng mau chóng đóng cửa, âm y môn đồ tài hại mệnh sớm nên đuổi tận giết tuyệt. Một đám ngu ngốc, câm miệng cho ta. Hạ Thiên khó chịu chừng đám người kia, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cũng không phải những người này bị Hạ Thiên dọa sợ, mà là bọn họ há hốc miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Hạ Thiên, người điên rồi, người dám sử dụng thủ đoạn đó với đồng nghiệp y giới, đúng là không thể tha thứ. Trước đó, Hồ Mộc Phủ đã bị mất mặt, bây giờ không nhìn được muốn nhảy ra tìm cơ hội lấy lại mặt mũi, ý đồ tạo hình tượng cường thế, được y giới Nam Bắc tán thưởng. Hạ Thiên hỏi ngược một câu, con mắt nào của tên ngốc ngươi nhìn thấy ta làm? Cái này,
ngoại trừ ngươi thì còn có ai nữa? Hồ Mộc Vũ đích thật không nhìn thấy Hạ Thiên ra tay với những người kia, trong lòng cũng không cho rằng Hạ Thiên có bản lãnh có thể khiến cho rất nhiều người biến thành câm điếc cùng lúc. Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra, chỉ có thể đổ hết cho Hạ Thiên mà thôi. Vừa rồi bọn họ chỉ trích ngươi, kết quả ngươi vừa quát, bọn họ đã không thể phát ra âm thanh nào, nhất định là ngươi làm. Lời còn chưa nói hết, Hồ Mộc Vũ bỗng nhiên mở to mắt, biểu hiện kinh hãi, bởi vì hắn ta cũng không phát ra được âm thanh. Trịnh Hưởng Sơn không khỏi biến sắc, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Sẽ mang đến hậu quả gì hay không? Ta chẳng hề làm gì cả. Hạ Thiên mỉm cười nói, đám ngớ ngẩn đó biến thành câm điếc cũng không phải do ta làm, ngươi đừng vu oan cho người tốt. Ngươi cho rằng đứng trên đài đều là ai chứ? Trịnh Hưởng Sơn cảm thấy Hạ Thiên không hề nể mặt ông ta, bọn họ không phải là những lão thành thành danh trong y giới mấy chục năm sao? Ngươi xuất đạo được mấy năm, đã dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt chúng ta, sử dụng mấy thủ đoạn nhỏ như thế này. Hạ Thiên nhếch miệng, nếu là thủ đoạn nhỏ, ngươi hãy giúp bọn họ giải quyết đi. Ngươi thật sự cho rằng y thuật của ngươi thông thiên sao? Trịnh Hưởng Sơn nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi tức cười. Ông ta điểm một ngón tay, mấy chục hàn quang mạnh mẽ bắn ra, trong nháy mắt đâm thẳng vào mi tâm của những người không nói được. Chẳng lẽ đây chính là hàn quang cửu châm trong hàn xương thiên hạ? Quả nhiên không hổ danh là khôi thủ y giới, châm pháp đúng là có một không hai trong thiên hạ. Không sai, ta đã sớm nghe nói đến hàn quang cửu châm, bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Ha ha, tiểu tử kia còn đang dương dương tự đắc, không nghĩ đến lại bị Trịnh hội trưởng đánh vào mặt. Một số người ban đầu bị hù không dám phát ra tiếng, lúc này bọn họ nhìn thấy Trịnh Hưởng Sơn ra tay, tất cả đều la lên. Nhưng kết quả không như mọi người mong muốn. Hàn quang cửu châm chẳng những không giúp giải quyết vấn đề cho những người kia, ngược lại có rất nhiều người mắc nghẹn hơn, nói không ra lời. Không thể nào, Trịnh Hưởng Sơn cau mày, vẻ mặt không thể tin nổi, tại sao hàn quang cửu châm của ta lại vô hiệu? Rốt cuộc ngươi đã làm gì bọn họ? Hạ Thiên mỉm cười đáp, ta đã nói rồi, ta chẳng làm gì đám ngu ngốc đó cả. Cho nên, ngươi có làm cái gì cũng không có tác dụng. Chuyện cho đến bây giờ, ngươi còn dám giảo hoạt phản biện. Trịnh Hưởng Sơn thật sự cơn giận khó bình, chỉ vào Hạ Thiên mà nói. Ta vốn muốn cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu thu liễm tài năng, trung thực làm người, ta sẽ thả cho các ngươi một ngựa, không truy cứu thủ cũ năm xưa. Ai nghĩ đến tiểu tử ngươi minh ngoan bất linh làm ra những chuyện như thế? Ta thấy nên tiêu diệt quỷ y môn các ngươi thật sạch sẽ. Hạ Thiên khoát tay, không hề lo lắng, quỷ y môn chẳng liên quan gì đến ta, ngươi muốn diệt thì diệt, chỉ cần ngươi có bản lãnh thôi. Tuy nhiên, ngươi mắng ta và vợ y lâu như vậy, món nợ này nhất định phải tính toán cho rõ ràng. Ta thấy các ngươi nhất định có mưu đồ khác, Trịnh Hưởng Sơn giận quá hóa cười. Chỉ vào Hạ Thiên nói, quả nhiên các ngươi mai phục ở đây, vậy thì tốt, lão phu tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hạ Thiên quay lại nhìn Y Tiểu Âm, vợ y, nàng nói có phải đầu óc của lão đầu nhi này không được tốt hay không? Hơn phân nửa là giả bộ hồ đồ, Y Tiểu Âm thản nhiên đáp lại một câu. Mạng là của ngươi, ta lười cứu, nhưng lão hồ đồ này có thể trị. Hạ Thiên gật đầu, nói với Trịnh Hưởng Sơn, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu mấy cái trước ta. Ta có thể chữa trị giúp ngươi. Trịnh Hưởng Sơn tức giận đến mức phổi muốn nổ tung, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy. Đây không phải sỉ nhục mà là cho ngươi một cơ hội. Hạ Thiên học theo ngữ điệu của Trịnh Hưởng Sơn vừa rồi, nhưng xem ra, ngươi không hề biết trân quý cơ hội này, vẫn muốn gây phiền phức cho ta và vợ y, vậy thì ngươi đi chết đi. Trịnh Hưởng Sơn bật cười, có chút giễu cợt, quỷ y môn quả thật đều là hạng người lén lén lút lút. Y thuật không được thì muốn dùng thủ đoạn khác để che giấu. Nghe ngươi nói, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta hay sao? Giết ngươi chẳng thú vị gì đâu. Hạ Thiên lắc đầu, điểm một cái vào không trung, ta tặng cho ngươi một món quà lớn. Trịnh Hưởng Sơn nhìn thấy đầu ngón tay Hạ Thiên lộ ra ngân châm, lập tức cười nói, ngươi còn muốn cách không thi châm. Ngươi cảm thấy chiêu này của ngươi hữu dụng với ta sao? Lão phu chìm đắm trong châm cứu một thời gian rất dài. Còn dài hơn thời gian của ngươi và sư phụ ngươi cộng lại. Dựa vào ngươi mà cũng xứng dùng chiêu này với ta. Hạ Thiên lười trả lời. Sao?
Lúc này, Dược Vạn Tâm trên đài là người đầu tiên phát hiện không ổn. Mấy người rối trên đài bỗng nhiên dựng đứng lên, đèn trên đỉnh đầu phát sáng toàn bộ, sau đó há to miệng, gần trăm con cổ trùng bay ra. Mấy chứng bệnh nhẹ như thế này, ba tuổi ta đã có thể chữa khỏi toàn bộ. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, các ngươi làm mấy chuyện này nhàm chán vô cùng, ta nhìn mà buồn ngủ. Nếu ngươi đã thích thử thách người khác, vậy để ta thử thách ngươi. Vừa dứt lời, gần trăm con cổ trùng lập tức bay về phía Trịnh Hưởng Sơn. Ngươi muốn làm cái gì? Ánh mắt Trịnh Hưởng Sơn hiện lên sự kinh hoàng, lòng bàn tay sáng lên mấy luồng hàn mang, bắn nhanh về phía đám cổ trùng, khiến cho tốc độ của bọn chúng chậm lại. Hạ Thiên trả lời, có cái gì mà không dám chứ? Ngươi cho phép mình thử người khác, nhưng không cho phép người khác thử ngươi. Hay là chính bản thân ngươi cũng không trị được những chứng bệnh đó? Đánh giám, Trịnh Hưởng Sơn nghiêm nghị khiển trách, lão phu là ai chứ? Là Trịnh Hưởng Sơn, khôi thủ y giới Nam Cương, từ nhỏ đã học y, học hơn 60 năm. Người có thể sánh vai cùng với ta trên đời này không ai ngoài những thánh thủ y học Trung Quốc đã qua đời. Vợ y, nàng nhìn thấy không, ông ta mới là loại người khoác lác đấy. Hạ Thiên quay sang nói với Y Tiểu Âm, lần này nàng sẽ biết được thật ra chồng của nàng là người khiêm tốn đến cỡ nào. Y Tiểu Âm nói, ông ta chỉ cuồng ngoài mặt, còn ngươi là cuồng từ trong bản chất. Nói xong, nàng quay sang nhìn Trịnh Hưởng Sơn, đương nhiên, loại người như ông ta không xứng so với ngươi. Được, lão phu sẽ để cho các ngươi biết được sự lợi hại của ta. Trong lòng Trịnh Hưởng Sơn đã tràn ngập oán giận, hàn mang lại bùng lên trong lòng bàn tay, phóng mạnh về phía Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Hạ Thiên phất tay một cái, đánh bật đám hàn mang đó trở về. A, Trịnh Hưởng Sơn kinh hô một tiếng, vẻ mặt biến sắc. Đám cổ trùng kia đã bay đến gần, từng con chui vào trong cơ thể của ông ta, tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt biến thành kêu thảm. Trịnh lão đệ, ngươi đừng sợ, lão phu đến cứu ngươi. Dược Vạn Tâm nhìn thấy, lập tức móc mấy viên thuốc nhét vào miệng Trịnh Hưởng Sơn. Phốc, nuốt viên thuốc xuống, Trịnh Hưởng Sơn há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó mở to mắt, giãy giụa mấy lần, không còn thở nữa. Trịnh lão đệ, ngươi tỉnh lại đi. Gương mặt Dược Vạn Tâm hiện lên sự khiếp sợ, run rẩy đứng dậy, chỉ tay vào Hạ Thiên, ngươi dám hạ độc thủ với Trịnh lão đệ, tội không thể tha. Lão đầu nhi ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Hạ Thiên khó chịu nói, họ Trịnh vốn sắp chết, ngươi còn cho ông ta uống thuốc độc. Bây giờ người đã chết, ngươi còn muốn vụ oan cho ta, ngươi cũng muốn chết đúng không? Dược Vạn Tâm giận dữ, hốc mắt ngập nước, chư vị đồng nghiệp y giới Nam Bắc, các người cũng đã nhìn thấy, tâm tư kẻ này cực xấu, trước mặt mọi người hại chết Trịnh hội trưởng thì không nói, còn muốn nói xấu lão phu. Nếu không diệt trừ hắn, chỉ sợ ngày sau chúng ta sẽ khó mà thoát khỏi độc thủ của hắn. Lời này rất có tính kích động. Không ít người đã ôm oán hận với Hạ Thiên và Trương Minh Đà, cộng thêm chuyện vừa rồi, oán giận trong lòng trong nháy mắt dâng lên. Giết hắn. Tuyệt đối không thể giữ lại. Năm đó để Trương Minh Đà chạy trốn, lần này chúng ta tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Những người còn lại, bất luận người có thể mở miệng nói chuyện hay là không thể mở miệng nói chuyện đều phẫn nộ, cùng nhau lao về phía Hạ Thiên và Y Tiểu Âm. Chuyện gì xảy ra thế? Lương Diệu Trúc bị hù sợ. Hồ Hóa Vũ cau mày, có chút không ổn, hoặc có thể nói Dược Vạn Tâm này không ổn. Có đúng hay không thì trước gác sang một bên, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lương Diệu Trúc nhìn y sư toàn trường giống như nhìn cương thi, không khỏi thất kinh. Hồ Hóa Vũ nói, ngươi không cần sợ, có Hạ Thiên ở đây, bọn họ không lật được sóng lớn bao nhiêu đâu. Ngươi có lòng tin với hắn như vậy sao? Lương Diệu Trúc không thể nào hiểu được, hắn có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lấy một địch, mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, hơn vạn cũng chỉ là trò trẻ con. Hai, còn sống không tốt sao, tại sao ngươi nhất định phải muốn chết vậy? Hạ Thiên tiếc nuối nhìn Dược Vạn Tâm, có phải ngươi cảm thấy mình rất lợi hại không? Đầu tiên là sớm hạ độc toàn trường, để bọn họ biến thành câm điếc, sau đó dẫn dắt bọn họ tưởng nhầm là ta làm. Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối thủ rồi. Sắc mặt Dược Vạn Tâm thay đổi nhưng ngoài miệng vẫn cắn chết không nhận, nói hưu nói vượt. Rõ ràng là do ngươi làm. Chỉ có thể nói thủ đoạn này của ngươi quá thấp,
Hạ Thiên khinh thường nói, nếu là ta ra tay, những người này ngay từ đầu sẽ không có khả năng nói được, cũng không có khả năng hành động được, bao gồm ngươi. Ha ha, ngươi đúng là khoác lác, a. À. Dược Vạn Tâm đang định chào phúng Hạ Thiên một câu, đột nhiên phát hiện ông ta không thể phát ra được âm thanh nào. Hạ Thiên ngáp một cái, nói với Y Tiểu Âm, vợ Y Y, không chơi với đám ngu ngốc này nữa, chúng ta về nhà ngủ đi. Lúc này, từ trong một góc khác truyền ra giọng của một nữ nhân, khoan đã, ngươi còn chưa thể đi. Nữ nhân này nhìn không ra tuổi tác nhưng diện mạo lại rất xinh đẹp. Tuy nhiên, vẻ đẹp đó không gợi lên bất kỳ dục vọng nào, bởi vì con ngươi của bà ta tràn ngập khí tức sâu thẳm, giống như một thi thể còn sống diễm lệ, chỉ là không có khí tức của người. Quan trọng nhất, nữ nhân này mang theo một cảm giác áp bách cường đại. Loại cảm giác áp bách này cũng không phải phát ra năng lượng gì mà là kiêu ngạo trời sinh, giống như nhân loại đối mặt với con kiến, nắm quyền sinh sát trong tay. Bà ta từng bước một bước từ trong bóng tối đi ra. Mỗi một bước đi đều có hơn 10 y sư tự động tiêu trừ dị thường trên người, khôi phục lại hành động và thần trí. Tuy nhiên, sau khi những người kia tỉnh lại, bọn họ không khỏi tự chủ nhìn bà ta, thậm chí còn có người quỳ xuống. Hạ Thiên nhìn nữ nhân này, khẽ cau mày, cảm nhận được một sự khó chịu cực kỳ trong lòng. Bà ta, không thể khinh thường, Y Tiểu Âm cũng cảm nhận được tim của nàng như cứng lại. Đó chính là sự bài xích từ trong linh hồn, bà ta là vì ngươi mà đến, ngươi nên cẩn thận. Vợ Y Y, nàng lui về phía sau đi. Hạ Thiên không nói gì thêm, rót băng hỏa linh khí cho Y Tiểu Âm, xóa đi cảm giác áp bách khổng lồ đó. Lương Diệu Trúc cũng cảm thấy hoảng hốt, nhưng phản ứng cũng không mãnh liệt như Y Tiểu Âm. Cổ thần bà, tại sao bà ấy lại ra ngoài? Hồ Hóa Vũ nhìn thấy nữ nhân này, thiếu chút nữa bị dọa đến chân mềm nhũn. Nếu không phải bên cạnh có Lương Diệu Trúc đỡ lấy, đoán chừng hắn ta đã ngã xuống đất. Bà ấy chính là cổ thần bà. Y Tiểu Âm cũng cau mày, ánh mắt không được tự nhiên, cảm giác áp bách quá mạnh. Hoàn toàn không cảm nhận ra được là tu vi gì, ngược lại ta có cảm giác bà ta không giống người. Nàng bỏ chữ giống đi, Hạ Thiên hờ hững nói, bà ta vốn không phải người. Y Tiểu Âm nói, đó là cái gì? Không biết, chưa thấy qua. Hạ Thiên lắc đầu, hoặc có thể nói trên trái đất không có loại sinh vật này. Y Tiểu Âm kinh ngạc hỏi, thế đến từ Tiên Vân Đại Lục? Cũng không phải, Hạ Thiên vẫn lắc đầu, bĩu môi nói. Vợ Y Y, nàng không cần để ý bà ta từ đâu mà đến, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần bà ta không trêu chọc chúng ta, bà ta muốn làm gì thì làm. Hy vọng bà ta không có ác ý, Y Tiểu Âm ngẫm lại cảm giác vừa rồi, vẫn còn hơi rùng mình. Hạ Thiên lười biếng đáp, nếu có ác ý, vậy chúng ta cứ trực tiếp xử lý là xong thôi. Chỉ sợ khó, lần đầu tiên Y Tiểu Âm không có lòng tin quá lớn với Hạ Thiên. Bởi vì nữ nhân trước mắt thật sự quá quỷ dị khó lường. Chỉ mấy bước ngắn ngủi, nhưng lại có cảm giác như thần minh giáng thế. Đám y sư kia đã khôi phục lại nhưng tất cả đều quỳ xuống. Thậm chí còn phát sinh kỳ tích người chết phục sinh, ví dụ như Trịnh Hưởng Sơn. Lúc này, ông ta đã mở mắt, đồng thời cũng quỳ rạp trước mặt nữ nhân kia. Cuối cùng, toàn trường chỉ còn Hạ Thiên và Y Tiểu Âm là còn đứng. Những người khác không phải quỳ thì chính là sụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn không động đậy được. Ngươi chính là Hạ Thiên. Cổ thần bà đến trước mặt Hạ Thiên, ánh mắt hoàn toàn không có sắc thái tình cảm con người nhìn hắn, ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, vẫn muốn gặp ngươi một lần. Tuy nhiên, ta không thể rời khỏi Nam Cương, cho nên mới bỏ lỡ nhiều thời cơ gặp mặt. Hôm nay, ta xem như đạt được ước muốn. Ngươi chính là nhị sư nương của ta. Hạ Thiên nhìn nữ nhân trước mặt, nhị sư phụ của ta đâu? Vì sao không xuất hiện cùng với ngươi thế? Ngươi có thể gọi ta là cổ thần bà hoặc cổ nguyệt bà. Cổ thần bà thản nhiên nói, về phần Ngài Luân, ông ấy đang ở Nguyệt Phương Nguyên, thay ta canh gác một kẻ không an phận. Hạ Thiên gật đầu, thế nhị sư nương ngươi gặp ta là để làm gì? Cổ thần bà cũng không tiếp tục chỉnh cách xưng hô của Hạ Thiên nữa. Cũng lười quanh co lòng vòng, tìm ngươi xem bệnh. Ngươi không có bệnh, Hạ Thiên nhìn bà ta, lập tức trả lời. Không phải xem bệnh cho ta. Cổ thần bà nói, bệnh nhân đang ở Nguyệt Phương Nguyên, bây giờ ngươi theo ta đến đó một chuyến. Y Tiểu Âm nói,
nếu ngươi đã sớm muốn tìm Hạ Thiên chữa bệnh, tại sao còn tổ chức mấy kiểu đại hội y giới này nữa? Ta muốn tìm chính là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Cổ thần bà giải thích, tổ chức đại hội y giới chính là chọn ra người đó. Đáng tiếc, trước kia cũng đã chọn ra được, đồng thời cũng có không ít người đến Nguyệt Phương Nguyên. Tuy nhiên, không ai có thể chữa khỏi cho bệnh nhân kia. Ta hy vọng Hạ Thiên ngươi có thể làm được. Hạ Thiên lười biếng đáp lại, trên đời này không có bệnh gì là ta không thể chữa khỏi, nhưng tại sao ta lại phải giúp ngươi trị bệnh chứ? Tất nhiên không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu, cổ thần bà đáp. Hạ Thiên chẳng hứng thú cho lắm, chỗ tốt gì? Đồ bình thường, ta hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Ta có mấy tàn trang nghịch thiên chân kinh, ngươi có hứng thú không? Cổ thần bà mỉm cười nhưng con ngươi lại không có ý cười. Nghịch thiên chân kinh, Hạ Thiên sửng sốt, thuận miệng hỏi một câu, đó là đồ chơi gì thế? Y Tiểu Âm kéo Hạ Thiên một cái, nhẹ giọng nhắc nhở, nghịch thiên chân kinh chính là Dạ Thiên Thư. Trong những tàn trang mà chúng ta phát hiện có ghi lại pháp môn hành khí nghịch thiên bát châm. Nếu như thu thập càng nhiều tàn trang, nói không chừng có thể phá giải bí mật nghịch thiên bát châm. Ta nhớ ra rồi, Hạ Thiên gật đầu, thứ này quả thật có chút tác dụng đối với hắn. Hắn khẽ vươn tay với cổ thần bà, được, người đưa tàn trang đó cho ta đi. Ngươi hãy theo ta đến Nguyệt Phương Nguyên, chữa khỏi bệnh, ta đưa cho ngươi. Cổ thần bà nói mà không có biểu cảm gì. Hạ Thiên cũng không cảm thấy đối phương sẽ lừa gạt hắn. Hắn không nói hai lời liền đồng ý, vậy thì đi thôi. Ngươi không suy tính một chút sao? Y Tiểu Âm kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bà ấy nói có cũng chưa chắc đã có, nếu chẳng may là bẫy. Hạ Thiên cười hỏi ngược lại, vợ y, nàng cảm thấy ta sẽ sợ cạm bẫy này sao? Có sợ hay không là một chuyện, Y Tiểu Âm hơi im lặng, nhưng cũng không cần thiết biết rõ là cạm bẫy mà vẫn còn dẫm vào. Không đâu, Hạ Thiên thành thật nói, bà ấy là nhị sư nương của ta, chắc chắn sẽ không hại ta. Cạm bẫy cái gì, lại càng không thể. Y Tiểu Âm kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi còn coi bà ấy là nhị sư nương. Bà ấy có quan hệ với nhị sư phụ của ta là sự thật, vì sao lại không thể? Hạ Thiên cảm thấy việc này không cần suy nghĩ quá nhiều. Hắn nói với Y Tiểu Âm, vợ y, nếu nàng cảm thấy không ổn, nàng cứ ở đây chờ ta. Ta đi chữa bệnh xong, rất nhanh sẽ quay lại. Y Tiểu Âm cũng không cân nhắc, trực tiếp trả lời, không được, ta nhất định phải đi chung với ngươi. Vợ y, nàng không cần quá khẩn trương. Hạ Thiên đưa tay chỉ cổ thần bà, lão bà đó xác thực không có ác ý. Này, Hạ Thiên, ngươi đừng ăn nói lung tung. Hồ Hóa Vũ ở bên cạnh hồn phách như muốn bay. Lá gan Hạ Thiên quá lớn, dám trước mặt gọi cổ thần bà là lão bà. Hắn không muốn bị chém thành muôn mảnh sao? Điều kỳ lạ là, cổ thần bà từ đầu đến cuối cùng đều không có biểu cảm, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì với Hạ Thiên. Ngươi muốn dẫn theo nàng ta? Cổ thần bà nhìn Y Tiểu Âm, Nguyệt Phương Nguyên cũng chẳng phải chỗ an toàn. Có một số nguy hiểm ta không thể phòng ngừa, ngươi nhất định phải mang nàng ta theo. Hạ Thiên nói, có ta ở đây sẽ không gặp nguy hiểm nào đâu. Huống chi vợ y của ta cũng rất lợi hại, còn lợi hại hơn gấp vạn lần đám ngu ngốc kia cộng lại. Vậy thì đi, cổ thần bà cũng không nói thêm, quay người đi trước dẫn đường. Khoan đã, Trịnh Hưởng Sơn trên đài bỗng gọi lại cổ thần bà, cổ thần đại nhân, trước đó rõ ràng bà đã đồng ý với ta, chỉ có ba thứ hạng đầu mới có thể tiến vào Nguyệt Phương Nguyên. Bây giờ thi đấu còn chưa có kết quả, bà đã trực tiếp mang Hạ Thiên đi. Làm như thế chẳng phải lật lọng, không có chút tín nghĩa nào sao? Cổ thần bà thản nhiên nhìn Trịnh Hưởng Sơn. Trịnh Hưởng Sơn đột nhiên cảm thấy tim đau thắt, cả người sụi lơ trên mặt đất. Cổ thần, ngươi còn nhớ lão phu không? Dược Vạn Tâm cũng tham gia náo nhiệt, 100 năm trước, chúng ta đã gặp nhau. Lúc đó ngươi còn, phốc. Ông ta nói còn chưa hết lời, đã dùng tay ôm tim, sau đó phun máu ngã ầm xuống đất, trực tiếp chết đi. Trước kia ta cảm thấy ngươi ra tay quá tàn nhẫn, thường xuyên khuyên ngươi lưu thủ. Y Tiểu Âm nhìn thấy, không khỏi lên tiếng, bây giờ ta mới biết, ngươi đúng là người biết nói đạo lý. Hạ Thiên nhếch miệng, cái này gọi là tính. Ta vốn là người hay nói đạo lý mà, chỉ là đám ngu ngốc kia không chịu nghe, không chịu hiểu, cứ nhất định muốn chết mà thôi. Cổ thần, cho dù ngươi dùng võ công áp bách ta,
xử lý như thế, ta chết cũng không phục. Trịnh Hưởng Sơn nghiến răng, kháng nghị với cổ thần bà, ta vì đại hội này mà chuẩn bị bao nhiêu năm, không có công cũng có lao. Ngươi lại ném ta như ném giày. Tranh tài đã hoàn tất, ngươi còn mặt mũi nào mà nói câu này. Được, nể tình công lao của ngươi, ta cho ngươi một danh ngạch. Cổ thần bà mỉm cười, lạnh giọng nói, ngoại trừ Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, hội trưởng ngươi cũng được tính là một, cộng thêm Hồ gia chủ, còn người nào có ý kiến không? Hạ Thiên chỉ sợ chưa đủ tư cách, Trịnh Hưởng Sơn vẫn còn tức giận khó bình, thi đấu còn chưa có kết quả, hắn còn chưa thắng cuộc. Trịnh hội trưởng, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Các ngươi bị Hạ Thiên nghiền ép, không hề có sức phản kháng. Hồ Mộc Vũ đột nhiên đứng ra nói chuyện thay cho Hạ Thiên, bây giờ ngươi còn nói thi đấu không có kết quả. Nếu Hạ Thiên nghiêm túc lại, các ngươi ngay cả một vạn phần thắng cũng không có, còn ở đây đánh giám. Ta cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Ngươi nịnh ta cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên nhìn Hồ Hóa Vũ, nếu ngươi không muốn chết, ngươi tránh xa ta ra một chút. Ta không thèm để ý đến loại phế vật như ngươi. Vâng, 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 ta là phế vật. Hồ Mộc Vũ vô cùng thức thời gật đầu, ta không xứng với chức gia chủ Hồ gia, vẫn là thần y Hạ Thiên ngươi mới có tư cách. Hạ Thiên lười biếng nói, vậy ngươi cứ đi chết đi là được. À, lời còn chưa dứt, cổ thần bà khoát tay, Hồ Mộc Vũ liền thổ huyết bỏ mình. Lần này thần y chính là Hạ Thiên, còn có người nào có ý kiến nữa không? Cổ thần bà liên tục ra tay, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, không hề có chút thương hại nào đối với vận mệnh con người. Những người khác đều kinh hãi, không ai dám nói thêm câu nào. Hạ Thiên cũng chẳng cảm kích, lười biếng nói, ta vốn là thần y. Những ý kiến ngu ngốc chẳng qua chỉ là dâu ria. Vậy là tốt rồi, cổ thần bà gật đầu. Bà nhìn Hồ Hóa Vũ, ngươi là người của Hồ gia. Đúng, ta là cháu trai của Hồ Tiểu Thúy. Hồ Hóa Vũ kính sợ trả lời. Được, vậy ngươi sẽ đại diện cho Hồ gia. Cổ thần bà cũng lười thương lượng, chậm rãi nói, theo ta đến Nguyệt Phương Nguyên. Hồ Hóa Vũ không dám phản đối, vâng. Vậy ta có thể đi không? Lương Diệu Trúc sợ hãi nhìn cổ thần bà. Cổ thần bà nhìn Lương Diệu Trúc, ngươi là ai? Hồi cổ thần bà, ta là Lương Diệu Trúc. Lương Diệu Trúc muốn tỏ vẻ dũng khí nhưng giọng điệu lại e sợ. Ngươi là cổ y, cổ thần bà nhìn lướt qua Lương Diệu Trúc, vậy ngươi đi theo luôn đi. Lương Diệu Trúc vui mừng nói, tạ ơn cổ thần bà. Cổ thần bà vung tay lên, chỉ thấy từng mảnh tàn ảnh giữa không trung rơi xuống người đám người Hạ Thiên. Mọi người theo tàn ảnh cùng nhau biến mất. Tiên Vân Đại Lục, Trường Mộng Châu. Diệp Mộng Oánh, Triệu Yêu Yêu và 100 ảnh vệ đại nội đến thành thị có thể xưng là cổ xưa nhất của Tiên Vân Đại Lục. Nơi này vốn là quốc đô vương triều tiền nhiệm, về sau trải qua chiến hỏa, thành chỉ bị thiêu hủy hơn phân nửa. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, nó một lần nữa khôi phục sinh cơ, vẫn là một cổ thành vận vị kéo dài như cũ. Mộng Oánh tỷ, thành thị này hẳn không kém Trường An của chúng ta bao nhiêu. Triệu Yêu Yêu ngồi trên xe ngựa, vén rèm xe nhìn thành lâu khí phách nhiếp người bên ngoài. Diệp Mộng Oánh nhẹ gật đầu. Chậm rãi giải thích, nghe nói thành thị này là thành thị đứng nhất ở Tiên Vân Đại Lục, trong lòng đất chôn giấu bảo tàng đếm mãi không hết và cổ mộ triều đại khác biệt. Bảo tàng, cổ mộ, chẳng có gì hay. Triệu Yêu Yêu ngáp một cái, có chút không hứng thú lắm, ta nghiện Internet hơn. Đáng tiếc nơi này không có mạng, ngay cả điện cũng không có, thật là chán. Diệp Mộng Oánh cảm thấy buồn cười, tỷ tỷ ngươi đã sớm muốn ngươi bỏ nghiện nét. Đến Tiên Vân Đại Lục chính là một thời cơ tốt. Lên mạng tốt biết bao nhiêu, tại sao lại phải cai chứ? Triệu Yêu Yêu có chút không hiểu, người khác nghiện mạng nguy hiểm cho sức khỏe, tổn thất tiền tài, còn có thể nhà nát người vong, nhưng những nguy hại này đều vô dụng với ta. Có phu quân bên cạnh, bệnh gì của ta cũng sẽ được chữa khỏi, tiền tài lại càng xài không hết. Vì thế, tại sao ta lại không thể nghiện nét chứ? Diệp Mộng Oánh cười nói, có một số việc cũng không phải bởi vì không nguy hiểm mà có thể làm không có mức độ. Triệu Yêu Yêu nhếch miệng, nếu những chuyện này làm rất thoải mái, còn có chỗ tốt vô hạn đối với mình, vậy thì mình có thể làm. Cũng không thể, Diệp Mộng Oánh lắc đầu, dục vọng vốn là một loại đồ vật cần tiết chế. Người chính là chủ nhân của dục vọng chứ không phải nô lệ. Nói nghe hay quá,
Triệu Yêu Yêu nói, về sau, khi ngươi và phu quân ở với nhau, cũng nên ngàn vạn lần phải tiết chế, không thể quá nhiều a, tại sao ngươi lại đánh ta? Gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộng Oánh ửng đỏ, thu tay về, trừng Triệu Yêu Yêu, ngươi nói mò cái gì thế? Ta không nói mò, Triệu Yêu Yêu nói, ta chỉ là không muốn nghe, ai bảo ngươi kêu lớn đến như thế, cộng thêm Mộng Mộng tỷ tặng cho mọi người một bộ âm phù, toàn bộ đảo thần tiên đều có thể nghe thấy. Liễu Mộng, thật là, Diệp Mộng Oánh tức đến toàn thân phát run, chỉ muốn bay về Lam Kinh đánh cho Liễu Mộng một trận, nhưng ngẫm lại, nàng đánh cũng chưa chắc thắng, chỉ có thể tạm thời nhịn lại. Triệu Yêu Yêu bỗng nhiên nằm nghiêng lên đùi Diệp Mộng Oánh, bắt đầu sờ mó a, thật là thoải mái, khó trách phu quân luôn thích gối đầu lên chân mọi người. Hai, chân của ta hơi ngắn, hắn không thích gối đầu lên chân của ta. Ngươi, Diệp Mộng Oánh trừng mắt nhưng cũng lười đánh nàng, chính sự quan trọng, đừng cứ hi hi ha ha mãi, không đứng đắn gì cả. Triệu Yêu Yêu nhìn Diệp Mộng Oánh, chính sự là cái gì? Diệp Mộng Oánh chậm rãi nói, trong mục bộ băng khanh trường Mộng Châu gửi thông báo bí mật cho Thanh Ảnh, nói bên trong châu xuất hiện tung tích Dư Nghiệt Vạn Hỏa Giáo, chúng ta đến đây chính là xử lý chuyện này. Ừm, Triệu Yêu Yêu gật đầu, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Diệp Mộng Oánh mỉm cười, trước khi đến đây, ta đã có một số suy nghĩ giản lược. Triệu Yêu Yêu cười theo, Mộng Oánh tỷ không hổ danh là xí nghiệp gia nổi tiếng Giang Hải, nhanh như vậy đã có ý tưởng. Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Thật ra cũng không phức tạp, gương mặt Diệp Mộng Oánh hiện lên sự tự tin, muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt được những người này, chỉ có một cách, đó chính là đánh rắn động cỏ. Ừm, Triệu Yêu Yêu cau mày, ai là cỏ, ai là rắn? Diệp Mộng Oánh. Ha ha, ta đương nhiên biết mà, chọc ngươi thôi. Triệu Yêu Yêu mỉm cười xấu hổ, được rồi, ta không biết. Ngươi không cần biết, Diệp Mộng Oánh chậm rãi nói, lát nữa chúng ta đến Nha Môn Châu Phủ, đến lúc đó chúng ta triển khai chiến trận, dán thông báo cho toàn thành biết mục đích chúng ta đến đây, sau đó ra lệnh cho ảnh vệ tuần tra truy bắt bốn phía. Đám người kia nhất định sẽ không kìm nén được. Triệu Yêu Yêu ngáp một cái, kế sách hay, kế sách hay. Diệp tỷ tỷ không hổ danh là chư ca tại thế, ngọa lung phục sinh. A, à, tại sao ngươi lại đánh ta? Vất vả lắm mới thoát được Vũ Cơ tỷ, tại sao ngươi lại bắt đầu khi dễ ta chứ? Diệp Mộng Oánh cười nói, trước khi đi, tỷ tỷ ngươi đã dặn dò ta, nếu ngươi không nghe lời, ta có thể dùng lực đánh ngươi. Không cho phép đánh, ta dựa vào cái đầu này để ăn cơm đấy. Triệu Yêu Yêu khó chịu nói. Diệp Mộng Oánh mỉm cười, ngươi không phải dựa vào hai tay kiếm cơm sao? À, cũng là ý đó thôi. Triệu Yêu Yêu bổ sung, tóm lại là nó phụ thuộc vào bộ não thiên tài, còn có đôi bàn tay thần thánh của ta nữa. Diệp Mộng Oánh mỉm cười đả kích, ở đây, bản lãnh của ngươi chẳng dùng được đâu, bớt khoe khoang một chút đi. À, phiền phức quá. Triệu Yêu Yêu bắt đầu lăn lộn trên đùi Diệp Mộng Oánh. Ngươi đừng có lộn xộn. Gương mặt Diệp Mộng Oánh hiện lên sự cổ quái, đẩy Triệu Yêu Yêu ra, người muốn lăn thì sang bên cạnh mà lăn. Triệu Yêu Yêu không lăn lộn nữa. Nàng ngồi dậy, trừng mắt nhìn Diệp Mộng Oánh, hừ. Lúc này, ngoài xe ngựa vang lên âm thanh của phu xe, hai vị tiên tử, chúng ta đã đến Nha Môn Châu Phủ, lão nô đi truyền lời một tiếng. Không cần, để chúng ta vào là được. Diệp Mộng Oánh liếc nhìn Triệu Yêu Yêu. Triệu Yêu Yêu lập tức chỉnh lại quần áo, làm ra tư thái của một tiểu tiên nữ. Bên ngoài, một giọng nói trong trẻo vang lên, hai vị thiên phi nương nương tại thượng, châu mục bộ băng khanh trường Mộng Châu xuất lĩnh quan viên trên dưới trong phủ cung nghênh chậm, xin hãy tha lỗi. Ngươi chính là bộ băng khanh. Diệp Mộng Oánh đẩy màn cửa, phát hiện đứng bên ngoài là một quan viên thanh niên trường thân ngọc lập. Nhìn kỹ lại, bọn họ phát hiện người này là nữ nhân. Nhưng dung mạo lại mày kiếm mắt sáng, so với nam nhân bình thường còn có khí khái bừng bừng hơn. Đúng, hạ thần chính là bộ băng khanh. Bộ băng khanh đưa mắt nhìn Diệp Mộng Oánh, không khỏi kinh động giống như gặp thiên nhân. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, chẳng khác nào tiên tử trên trời, nhưng đương kim hoàng thượng cũng là nữ, cũng không biết tình huống như thế là bất hạnh hay hạnh phúc của cơ triều nữa. Được, vậy chắc ngươi cũng biết được mục đích chúng ta đến trường Mộng Châu rồi chứ? Diệp Mộng Oánh cùng với Triệu Yêu Yêu xuống xe ngựa, nhẹ giọng hỏi dò. Bộ băng khanh gật đầu,
vô cùng nghiêm túc nói, gần đây Dư Nghiệt Vạn Hỏa giáo càng lúc càng hung hăng ngang ngược, thậm chí đã giết hại rất nhiều tính mệnh quan viên. Còn có lời đồn bọn họ âm thầm mở pháp đàn, chiêu nạp bách tính làm giáo chúng. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Diệp Mộng Oánh nghe xong, liền nói, được rồi, người hãy lấy ra toàn bộ tin tức liên quan đến Vạn Hỏa giáo. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục thương nghị đối sách. Được, hạ thần sẽ dẫn hai vị thiên phi nương nương đến hành cung đã được sắp xếp trước. Thái độ của Bộ Băng Khanh vẫn cung kính như cũ. Hành cung cái gì, miễn đi, ngươi chỉ cần chuẩn bị mấy gian phòng khách là được. Diệp Mộng Oánh khoát tay, cũng không muốn tốn công tốn sức, ta và muội muội một gian, ảnh vệ đi theo chúng ta cũng nên sắp xếp một chút. Hạ thần lĩnh mệnh, Bộ Băng Khanh dặn dò xuống dưới, Châu Nha lập tức có người tiếp đãi ảnh vệ, còn nàng thì dẫn Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu đi ra đằng sau. Hậu Nha rất lớn, là nơi ở của Châu Mục và các quan viên cao cấp. Con đường quanh co, hành lang đình các, đầy đủ mọi thứ. Bộ Băng Khanh chỉ vào một biệt viện, nhẹ giọng nói, nơi này khá yên tĩnh, không ai quấy rầy, phù hợp cho hai vị thiên phi nương nương nghỉ ngơi. Được, vậy ở đây đi. Diệp Mộng Oánh cũng không phải là người thích hưởng thụ. Bộ Băng Khanh thử thăm dò, hạ thân đã cho người chuẩn bị tiệc tối, trong thành cũng có không ít danh lưu văn sĩ muốn bày tiệc mời khách hai vị thiên phi nương nương. Bày tiệc mời khách thì không cần. Diệp Mộng Oánh trực tiếp từ chối, người cứ tùy ý chuẩn bị một số món ăn hàng ngày, sau đó gọi những người biết về Vạn Hỏa giáo đến, cùng nhau ăn một bữa cơm rau dưa là được. Vâng, hạ thân xin được cáo lui. Bộ Băng Khanh khom người, chậm rãi lui ra ngoài. Tạp Chát Y thấy người đã đi, có chút khó chịu nói, không biết tại sao ta có cảm giác nữ quan này còn giống con buôn hơn cả nam nhân, nhìn không dễ chịu chút nào. Làm quan chính là như vậy. Diệp Mộng Oánh mỉm cười, nói với Triệu Yêu Yêu, khoác tấm da này chẳng phân biệt nam nữ, đều là động vật duy trì quyền lực mà thôi. Chỉ có anh kiệt chân chính không sợ quyền thế mới có thể khống chế con mãnh thú này. Nếu không, chẳng ai thuần phục được họ đâu. Được rồi, chẳng liên quan gì đến ta. Tạp Chát Y nhếch miệng, quay người bước vào viện, dự định xem phòng ở. Diệp Mộng Oánh mỉm cười nhìn Triệu Yêu Yêu bước vào, bỗng dưng nàng cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức kêu lên, Yêu Yêu, cẩn thận. Một lát sau, cả viện tử đột nhiên sáng lên mấy vạn luồng ánh sáng nhạt. Toàn bộ giống như dây nhỏ mắt thường không thể nhận ra giao thoa tung hoành. Những thứ trong viện tử đều bị chém thành mảnh vụn. Muốn chơi ta à, không có cửa đâu. Triệu Yêu Yêu đã sớm xưa đâu bằng nay. Chút cạm bẫy nho nhỏ đó hoàn toàn không làm khó được nàng. Nàng lập tức sử dụng phiêu miểu bộ nhanh chóng nhảy ra khỏi vườn. Ngươi không sao chứ? Diệp Mộng Oánh tiến lên ôm lấy Triệu Yêu Yêu, lo lắng hỏi thăm. Đương nhiên không có việc gì. Triệu Yêu Yêu thoải mái khoát tay, mấy thứ này ngay cả góc áo của ta cũng không chạm đến được. Bộ Băng Khanh nghe tiếng động vội vàng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không khỏi sợ hãi, hạ thần có tội, lại bị Dư Nghiệt Vạn Hỏa giáo qua mặt bày ra cạm bẫy này. Cũng may hai vị thiên phi nương nương bình yên vô sự. Nếu không, hạ thần có chết muôn lần cũng khó mà thoát tội. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói, việc này ngược lại bắt đầu thú vị rồi đây, biết bày ra cạm bẫy. Xem ra, bọn họ biết chúng ta đến, đồng thời còn biết chúng ta sẽ ở đây. Bộ đại nhân, người đích thật có tội, nhưng việc này ngươi định xử lý như thế nào? Mồ hôi Bộ Băng Khanh đổ lâm ly, hơi sợ hãi nói, hạ thần đã phái người đi điều tra, trước là những công tượng tham gia xây dựng viện tử. Còn có tất cả nha dịch tham gia việc này trong phủ, nhất định ta sẽ cho hai vị thiên phi nương nương một câu trả lời chắc chắn. Chuyện này, người phái người đi làm là được. Diệp Mộng Oánh cũng không làm khó Bộ Băng Khanh, chỉ hỏi, người vừa nhìn là biết do Vạn Hỏa giáo làm, xem ra đây không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy. Vâng, Bộ Băng Khanh sầu khổ, có chút oán thán, những tia sáng yếu ớt như hạt bụi trong vườn do chính pháp bảo vô thượng của Vạn Hỏa giáo là tâm ma võng làm ra. Bây giờ, toàn bộ Trường Mộng Châu, bên trên bên trong lòng đất đều là những thứ này. Tâm ma võng, Triệu Yêu Yêu sửng sốt, tâm ma võng là gì? Bộ Băng Khanh thấy Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu hình như chưa nghe nói qua vật này, lập tức giải thích tâm ma võng là một loại lưới do tâm ma kỳ chủ Vạn Hỏa giáo sử dụng ma đàn toa dệt ra, nghe nói bất cứ vật gì bị nó dính vào,
nhất định sẽ bị hút đi một phần ý thức thần hồn, không tự chủ được mà truyền về cho ông ta. Tâm ma kỳ chủ cũng dựa vào pháp bảo này giám sát toàn bộ Trường Mộng Châu, cũng làm cho việc tiêu diệt dư nghiệt tà giáo không cách nào triển khai. Như vậy sao? Trong đầu Triệu Yêu Yêu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, vậy vì sao các ngươi không lợi dụng tâm ma võng tìm đến bọn chúng mà diệt trừ? Cái này, không thể làm được. Bộ Băng Khanh lắc đầu, trước đó, ta cũng đã từng thử một lần, phái một số tu tiên giả kim đan kỳ bám vào thần thức trên lưới. Kết quả, tất cả đều bị khống chế, tự sát mà chết. Đó là vì các ngươi không tìm đúng người, cũng không tìm đúng phương pháp. Triệu Yêu Yêu tự tin nói, việc này cứ giao cho ta. Diệp Mộng Oánh lo lắng hỏi, ngươi xác định ngươi có cách. Tuyệt đối không nên mạo hiểm, việc này không cần nôn nóng. Mộng Oánh tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi. Triệu Yêu Yêu nói, chỉ cần có mạng, ta chính là thần. Trên mạng, không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta. Đây là lưới, không phải mạng. Diệp Mộng Oánh có chút không nói nổi nhìn Triệu Yêu Yêu, chúng ta nên dựa theo kế hoạch mà làm việc. Triệu Yêu Yêu lắc đầu, nghiêm túc nói với Diệp Mộng Oánh tỷ, mặc dù kinh thương của tỷ rất lợi hại nhưng ngươi thật sự không hiểu rõ về an toàn thông tin mạng. Bây giờ địch tối ta sáng, nếu không đóng cửa sau mà đối phương lưu lại, chúng ta chẳng còn bí mật gì. Nói cái gì, làm cái gì cũng đều nằm trong lòng bàn tay người khác. Ngươi có chắc phương pháp hacker của ngươi cũng sẽ hữu dụng đối với thứ này. Diệp Mộng Oánh vẫn không tin tưởng cho lắm. Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Triệu Yêu Yêu tràn ngập lòng tin. Dù sao, thời gian nàng ở với Triệu Vũ Cơ rất dài, cũng học được không ít phương thức ứng biến. Nàng quay sang nói với Bộ Băng Khanh, ngươi có thứ gì có thể kết nối với tâm ma võng hay không? Bộ Băng Khanh sửng sốt, lập tức vỗ đầu có. Khi chúng ta vừa mới phát hiện tung tích Vạn Hỏa Giáo, phủ vệ đã từng thu được một thứ mô phỏng ma đàn toa trong huyệt đạo tạm thời của bọn chúng. Để ta cho người mang đến. Không bao lâu sau, Bộ Băng Khanh đã cùng với 12 lực sĩ chạy vội về. 12 lực sĩ cùng nhau giơ lên một cái máy rất lớn, nhìn qua quả thật khá giống với máy dệt vải, tuy nhiên kiểu dáng hơi khác nhau một chút. Công tắc mở là bàn đạp cùng với 13 công tắc khác giống như bàn phím. Đây không phải bàn phím máy tính phiên bản dị giới sao? Triệu Yêu Yêu quan sát một chút cái gọi là ma đàn toa, cười nói, được rồi, để ta làm quen với phương thức vận hành chiếc máy này một chút. Diệp Mộng Oánh nhắc nhở lần nữa, hay là thôi đi, vì lý do an toàn, không cần phải mạo hiểm. Mộng Oánh tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi, đối với ta mà nói đây chỉ là việc nhỏ. Triệu Yêu Yêu hếch mũi, gương mặt hiện lên sự khinh thường. Người có thể đánh bại được ta trên mạng còn chưa ra đời. Hơn nữa, có người bên cạnh bảo vệ, ta còn có chuyện gì nữa chứ? Nếu Triệu Yêu Yêu đã kiên trì như thế, Diệp Mộng Oánh cũng không tiện khuyên nữa. Tuy nhiên, ngoại trừ Bộ Băng Khanh, tất cả những người khác đều bị đuổi ra ngoài, không cho phép đến gần. Ồ, Triệu Yêu Yêu ngồi xuống bên cạnh ma đàn toa, sờ vào mấy công tắc như bàn phím, đã mấy tháng rồi không được sờ bàn phím. Ta nhớ cảm giác này quá. Ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng, nếu không, ta sẽ dùng một mồi lửa đốt ngươi. Triệu Yêu Yêu vận thần thức, cảm nhận cái máy một chút, rất nhanh đã giãn mặt ra, sau đó rót từng sợi linh khí vào từng khối linh ngọc. Dây nhỏ như ánh sáng nhạt đầy vườn lập tức dính vào ma đàn toa, vô số ánh sáng bằng mắt thường không thể nhìn thấy xuyên qua dây nhỏ. Những thứ này giống như dây thần kinh, thú vị đây. Triệu Yêu Yêu phát hiện một sợi thần thức của mình cũng dính vào bên trong. Nàng lập tức cảm giác được vô số người, hình ảnh, âm thanh, rất nhiều tin tức lộn xộn xông vào, muốn ngăn cũng ngăn không được. Triệu Yêu Yêu vô sự tự thông, thao tác nhanh như thiểm điện trên 13 cái chốt. Khu vườn nhỏ bé cũng theo tần suất mà nàng đánh xuống mấy cái chốt biến đổi theo, giống như dệt vải, lại giống như đan lưới. Rất nhanh. Ngôi vườn đang loạn thất bát tao đã được Triệu Yêu Yêu ngưng kết thành ba đường trắng dày bằng ngón tay, mắt trần có thể thấy được. Ba đường trắng này kéo dài đến ba hướng khác nhau. Cái này chỉ rõ vị trí dư nghiệt Vạn Hỏa Giáo sao. Bộ Băng Khanh nhìn thấy, không khỏi há hốc mồm, ta sẽ phái phủ vệ dọc theo những đường dây này để kiểm tra. Diệp Mộng Oánh thật sự thán phục, cảm khái Thiên Vân Đại Lục có loại máy này, đồng thời cũng cảm khái Triệu Yêu Yêu đích thật lợi hại. Không, Diệp Mộng Oánh gọi lại Bộ Băng Khanh, sau đó gọi đến đội trưởng ảnh vệ đại nội,
dặn dò bọn họ ra ngoài điều tra. Nếu điều tra được thì lập tức quay về báo cáo, kế hoạch đánh rắn động cỏ lúc trước hủy bỏ. Ảnh vệ lĩnh mệnh rời đi. Đúng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên bay đến hàng vạn ánh sáng trắng nhạt, lấm ta lấm tấm dưới bầu trời đêm, lóe lên ánh sáng đầy vườn. Ha ha, còn không phục sao? Triệu Yêu Yêu càng thêm hưng phấn, nhấn bàn phím còn nhanh hơn, dám đùa nghịch trước mặt thần hacker à? Quả thật ngươi muốn tìm tai vạ mà. Chưa đến 3 giây, mấy vạn dây nhỏ lại được Triệu Yêu Yêu chỉnh lại rõ ràng, phân loại vào 3 sợi dây thô to màu trắng lúc trước. Sao? Diệp Mộng Oánh bỗng nhiên cảm nhận có chút không ổn, vội ngăn trước người Triệu Yêu Yêu. Quả nhiên, 10 giây sau, mấy chục bóng đen từ các hướng khác nhau nhảy vào trong vườn, cầm đao kiếm thẳng đến Triệu Yêu Yêu. Mộng Oánh tỉ tỉ, đám tạp binh này giao cho tỉ xử lý. Triệu Yêu Yêu tuyệt không sợ hãi, mỉm cười nói với Diệp Mộng Oánh, ta đã bắt được tên ngu ngốc đứng đằng sau. Bây giờ ta sẽ dẫn hắn ta đến. Triệu Yêu Yêu chủ động xuất kích, rót càng nhiều thần thức linh khí vào trong ma đàn toa, tản vào bên trong những sợi dây nhỏ, lần theo đường đi của những sợi dây nhỏ đó. Yêu nghiệt, dám xông vào nha phủ, đúng là càn rỡ, tưởng kiếm ta bất lợi sao? Bộ băng khanh tức đến sắc mặt ửng đỏ, rút thanh nhuyễn kiếm bên hông chiến đấu với đám người kia. Không thể không nói, mặc dù nữ nhân này làm quan có chút hình thức hóa nhưng kiếm pháp xem như không tệ, vẫn đánh ra được một đường dương cương hùng hồn, gần như đều là những chiêu thức mạnh mẽ, thoải mái. Diệp Mộng Oánh không cần đao kiếm, trực tiếp sử dụng phiêu miễu bộ, trưởng pháp phổ thông, 2-3 cái đã giải quyết hơn phân nửa. Ta đã bắt được tên ngu ngốc này rồi. Triệu Yêu Yêu hưng phấn kêu lớn, vặn 3 sợi dây lớn thành một chỗ, vô số ý thức cùng hội tụ cùng một chỗ, biến thành một chùm sáng 7 màu. Triệu Yêu Yêu nắm trong tay chùm ánh sáng, trong nháy mắt biến thành roi có thể quật thần. A! À, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên gần đó. Triệu Yêu Yêu cười nói, nếu người đã ở bên cạnh, còn núp cái gì, ra phân thắng thua đi. Là ai? Tại sao ngươi lại phá được tâm ma võng của ta? Quả nhiên, một nam tử mặc áo bào xanh bỗng nhiên nhảy ra, trong tay còn cầm một khung cổ đàn kỳ quái, một trời một vực so với ma đàn toa trong tay Triệu Yêu Yêu. Ngươi chính là tâm ma kỳ chủ. Triệu Yêu Yêu rời khỏi ma đàn toa, đưa mắt đánh giá người đến, lập tức lắc đầu, diện mạo vừa già vừa xấu, cơ sở cũng kém cỏi. Nếu ở trái đất, ngươi chính là hacker cấp bậc tân binh. Đoán chừng đàn toa trong tay ngươi khá mạnh, nếu không, ngươi đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Làm càn, bổn kỳ chủ sẽ giết ngươi chết. Tâm ma kỳ chủ giận tím mặt, năm ngón tay chụp lên dây đàn, sau đó bắn ra, chỉ thấy mấy vạn ánh sáng nhạt như mưa tên rơi xuống. Bốp! Triệu Yêu Yêu tiện tay vung chùm sáng 7 màu trong tay lên, chỉ thấy tâm ma kỳ chủ ôm đầu kêu đau. Ngươi muốn sử dụng tâm ma võng để giám sát toàn thành, hoặc ngươi có thể khống chế ý thức của mấy chục triệu người trong thành, hoặc ý thức của ngươi biến thành ngàn vạn phần. Triệu Yêu Yêu mỉm cười nhìn tâm ma kỳ chủ, nhưng bất luận là cái nào, nó cũng khiến cho thần hồn của ngươi trở nên suy yếu. Bây giờ có nãi nãi ta ở đây gom đống dây nhỏ này lại với nhau, thần hồn của ngươi chẳng khác nào nằm trong tay ta, ngươi cảm thấy ngươi còn năng lực phản kháng sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tâm ma kỳ chủ hiển nhiên không tin lời Triệu Yêu Yêu nói, tâm ma võng của ta vô địch thiên hạ. Ngoại trừ ta, không ai có thể khống chế nó. Ngươi nhất định có thủ đoạn khác. Cái gì là tâm ma võng? Triệu Yêu Yêu khinh thường nói, chỉ là một bức tường lửa bình thường. Nãi nãi ta chỉ cần 3 phút là phá được, ngược lại còn khóa chặt thần hồn của ngươi. Cho nên, không phải ta có thủ đoạn gì khác mà là do ngươi quá cùi bắp. Cái gì là pháp bảo tiên thuật? Tất cả đều đánh không lại khoa học. Rất nhanh, Đồ Môn Anh và Bộ Băng Khanh đã giải quyết đám bóng đen kia. Triệu Yêu Yêu sử dụng tâm ma võng quấn chặt tâm ma kỳ chủ. Mỗi lần ông ta giãy giụa, đám lưới kia quấn lại càng chặt hơn, có chút ý vị mua dây buộc mình. Đừng lãng phí thời gian nữa. Triệu Yêu Yêu hơi đồng tình lắc đầu, bên trong lưới đều là ý thức thần hồn của ngươi. Trừ phi ngươi từ bỏ, trở thành một cái xác không hồn không có ý thức. Bằng không, người có dậy đến cỡ nào cũng không thoát. Tâm ma kỳ chủ thử mấy lần, phát hiện thần hồn của mình ngược lại càng lúc càng yếu, biết đối phương nói không sai, chỉ là ông ta không cam lòng, rốt cuộc các ngươi là ai, tại sao lại xen vào việc của người khác.
Ai xen vào việc của người khác? Triệu Yêu Yêu mỉm cười nói, chúng ta đặc biệt đến đây là vì đám ngu ngốc các ngươi. Hơn nữa, chúng ta vừa đến, các ngươi đã thiết lập cạm bẫy ở đây. Nếu không phải nãi nãi ngươi lanh trí, bây giờ ta đã chết rồi. Tâm ma kỳ chủ trừng mắt nhìn Triệu Yêu Yêu, các ngươi là người của phiếu miểu tiên môn hay là người của cơ thị hoàng triều? Có thể nói là cả hai. Diệp Mộng Oánh thản nhiên đáp lại, tuy nhiên, vạn hỏa giáo ở trường Mộng Châu không phải chỉ có bấy nhiêu người các ngươi thôi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, mặc dù tâm ma kỳ chủ bị chế trụ, nhưng vẫn không phục, vạn hỏa thánh giáo ta phục hưng ở tiên vân đại lục đã là thế không thể đỡ, là xu thế thiên đạo. Đám người gọi là tu tiên giả chính đạo các ngươi vọng tưởng châu chấu đá xe, quả thật không biết tự lượng sức mình. Triệu Yêu Yêu nghe xong, bĩu môi nói, ngươi nói ngược rồi. Giáo tàn các ngươi đã sớm bị diệt cách đây một vạn năm. Lão tổ gì đó đoán chừng cũng đã sớm hóa thành tro. Trong lòng các ngươi đừng mang theo huyễn tưởng nữa, thanh thản ổn định mà sống không phải tốt hơn sao? Làm càn, tâm ma kỳ chủ giận dữ. Mắng Triệu Yêu Yêu, tiện nha đầu ngươi thì biết cái gì? Cơ chiều vô đạo, giết hại thánh giáo, phiếu miểu vô đức, vọng tưởng xưng bá, tất cả đều chỉ là ánh sáng đom đóm, chỉ có thánh giáo ta là chiếu sáng vạn năm. Triệu Yêu Yêu chỉ đáp lại hai chữ, não tàn. Ngay từ ban đầu, đầu óc của những người này đã không hiệu nghiệm, huống chi còn bị tẩy não. Diệp Mộng Oánh cũng không xa lạ gì với loại người này, nói đạo lý với bọn họ cũng vô dụng thôi. Để tránh di họa nhân gian, chúng ta nên hủy diệt. Tâm ma kỳ chủ vẫn kiên cường, cổ cứng lên, muốn giết cứ giết, bổn kỳ chủ há có phải là người tham sống sợ chết. Bộ băng khanh hơi do dự nói, hai vị thiên phi nương nương, hạ thần có ý kiến, chúng ta nên giải ông ta về Lam Kinh giao cho nữ hoàng bệ hạ xử lý đi. Áp giải phiền phức lắm, Triệu Yêu Yêu suy nghĩ một chút, không kiên nhẫn nói, trên đường đi còn phải cung cấp thức ăn cho bọn chúng. Quá lãng phí lương thực, không đáng cho những người mà bọn chúng đã hại chết. Thật ra, đề nghị của bộ đại nhân là đúng. Diệp Mộng Oánh đánh giá một lát, cuối cùng đồng ý với lời đề nghị này. Nàng nói với Triệu Yêu Yêu, như băng băng hay nói, tự mình xử lý ác nhân cố nhiên sung sướng, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Chúng ta nên công khai tất cả những người này cho thiên hạ nhìn xem, kết cục của tà ma ngoại đạo là gì. Đồng thời an ủi những người bị bọn chúng hại chết và gia đình của họ. Cũng đúng, Triệu Yêu Yêu gật đầu, băng băng tỷ là cảnh sát, nghe nàng ấy nói nhất định không sai. Diệp Mộng Oánh nhìn Triệu Yêu Yêu, băng băng không có ở đây, nịnh nọt nàng ấy làm được cái gì? Đây không phải là nịnh nọt mà là tán đồng đạo lý của nàng ấy. Triệu Yêu Yêu mỉm cười nói, nếu phu quân ở đây, đoán chừng đám ngu ngốc này sẽ sống không bằng chết. Diệp Mộng Oánh cũng nhớ đến cách xử lý của Hạ Thiên, cảm thán nói, đúng vậy, phong cách hành sự của hắn chính là đơn giản và thô bạo, chẳng hứng thú nói cái gì là đạo lý, là giáo hóa. Không biết hắn ở trái đất có chăm chỉ tu luyện hay không, hay là vẫn tiếp tục lười như thế, vừa tán gái vừa hờ hững tăng lên nghịch thiên bát châm. Ta có cảm giác hắn không phải tán gái có sẵn mà là tán gái trên đường. Triệu Yêu Yêu cau mày, cho dù có tỷ tỷ và giả tỷ tỷ ở đây. Đoán chừng cũng không có tác dụng. Hắn vẫn háo sắc như ngày nào. Bộ băng khanh nghe không hiểu Triệu Yêu Yêu và Diệp Mộng Oánh đang nói cái gì, chỉ yêu cầu thuộc hạ mang đến dây thừng đặc biệt trói lại đám dư nghiệt vạn hỏa giáo. Hồi hai vị thiên phi nương nương, tất cả tà nghiệt đã được trói lại. Bộ băng khanh tiến lên bẩm báo, chúng ta nên thông báo cho người của hình bộ Lam Kinh đến tiếp nhận hay là tạm thời giam vào phủ ngục chờ ý chỉ của bệ hạ. Không cần phiền phức như vậy đâu. Chúng ta áp giải đám người này trở về là được rồi. Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói. Bộ băng khanh kinh ngạc hỏi, hai vị nương nương muốn lên đường ngay bây giờ. Nếu hai vị đã đến trường Mộng Châu, sao không ở lại du ngoạn thêm mấy ngày? Chúng ta đã bắt được dư nghiệt của vạn hỏa giáo, chúng ta không cần phải ở lại nữa. Diệp Mộng Oánh làm việc trước nay coi trọng hiệu suất, không hứng thú với việc du sơn ngoạn thủy, ảnh vệ tạm thời lưu lại một nửa nhân thủ. Giúp đỡ ngươi xử lý giáo chúng phổ thông của vạn hỏa giáo. Bây giờ chúng ta quay về Lam Kinh, ngươi không cần tiễn. Bộ băng khanh còn đang định nói cái gì đó nhưng chạm phải ánh mắt của Diệp Mộng Oánh, đành phải nuốt trở lại. Không phải chứ, đi ngay lúc này. Triệu Yêu Yêu không vui nói, mông ta ngồi còn chưa nóng mà. Mộng Oánh tỉ tỉ,
ít nhất cũng phải chờ đến ngày mai rồi hãy đi. Đúng vậy, Bộ Băng Khanh gật đầu nói, nếu để bệ hạ biết hạ thần ngay cả cơm nóng cũng không chiêu đãi được, thật sự đã làm sai cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Mộng Oánh mỉm cười nói, được rồi, vậy chúng ta ở lại 2 ngày. Ngươi áp giải đám người kia vào nhà lao đi. Tuân mệnh, Bộ Băng Khanh vui mừng tuân lệnh, sau đó sai người áp giải Dư Nghiệt Vạn Hỏa giáo xuống dưới. Nơi này không thể ở được nữa, chỉ bằng 2 vị nương nương theo ta đến Giang Thiên Hiên đi. Bộ Băng Khanh đề nghị, nó nằm ngay bên cạnh trường Mộng Xuyên, phong cảnh hữu tình, có thể nói là thiên hạ vô song. Hơn nữa, mỹ thực ở đó cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Triệu Yêu Yêu vỗ tay, được, chúng ta đến đó đi. Một lát sau, Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu ngồi xe ngựa di chuyển đến một tửu lâu cao 9 tầng tên Giang Thiên Hiên ở trường Mộng Xuyên. Lầu 9 là Thường Nguyệt Các. Nơi này không tệ lắm. Triệu Yêu Yêu cảm thấy rất hài lòng về hoàn cảnh. Diệp Mộng Oánh nhìn cách bài trí trong Thường Nguyệt Các, lấy màu xanh nhạt làm chủ, phối thêm trúc xanh khắp nơi, đúng là có chút ý cảnh. Triệu Yêu Yêu ghé vào bên cạnh cửa sổ, bỗng trách móc, Mộng Oánh tỷ, ngươi nhìn đi, tại sao trên trời lại có 2 mặt trăng? Chấm. Hạ Thiên nhìn thấy 1 mặt trăng, sau đó nhìn thấy 1 vòng trăng tròn khác. Đây là 2 mặt trăng. Lương Diệu Trúc cũng nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Một cái là mặt trăng, một cái là hồ. Y Tiểu Âm liếc nhìn qua, lạnh nhạt nói. Hồ Hóa Vũ giải thích, đó là Nguyệt Tương Hồ, thủy vị sẽ căn cứ theo Nguyệt Tương mà thay đổi, nhưng dường như cũng không có quy luật đặc biệt nào. Lão Thái Bà kia đi đâu rồi? Hạ Thiên không quan tâm đến mặt trăng hay hồ nước. Hắn nhìn lướt xung quanh, không nhìn thấy cổ thần bà đã đưa bọn họ đến Nguyệt Phương Nguyên đâu. Y Tiểu Âm mỉm cười nói, vừa rồi ngươi còn gọi người ta là nhị sư nương, nhanh như vậy đã thay đổi rồi sao? Gọi nhị sư nương là khách sáo. Hạ Thiên nhếch miệng, nhưng bây giờ bà ta bỏ chạy, ném chúng ta ở đây, vì sao lại còn phải khách sáo với bà ta? Hồ Hóa Vũ không dám bất kính với cổ thần bà, nhưng cũng không nghĩ ra là vì sao. Khả năng cổ thần bà có chuyện gì sao? Lương Diệu Trúc thuận miệng giải thích, nhưng cũng bất lực, bởi vì chính bản thân nàng cũng không được tin tưởng cho lắm. Nửa phút trước, cổ thần bà dùng tàn ảnh đưa bọn họ đến Nguyệt Phương Nguyên. Sau khi tàn ảnh biến mất, bọn họ xuất hiện trên đỉnh một lầu trúc ở Nguyệt Phương Nguyên. Còn cổ thần bà thì không thấy tung tích. Trúc lâu này cao khoảng 8-9 tầng. Đối với bọn họ mà nói, trực tiếp nhảy xuống cũng không phải chuyện gì lớn. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện được dị thường. Lông mày Y Tiểu Âm cau lại, nhắc nhở các người có cảm thấy không được thích hợp hay không? Cái gì không, Lương Diệu Trúc đang cảm thấy khó hiểu, đột nhiên có cảm giác tắc nghẽn ở ngực, khiến cho nàng hô hấp có chút khó khăn. Không đúng, Hồ Hóa Vũ bỗng dưng mở to mắt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu nhưng hắn ta vẫn cố nhịn xuống. Phun ra 2 con cổ trùng đã chết. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn về phía cái hồ đằng xa, vấn đề xuất hiện ở cái hồ đó, để ta qua đó xem một chút. Đừng, Y Tiểu Âm lập tức kéo Hạ Thiên lại, người đừng nên xúc động, chúng ta vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hạ Thiên rót cho Y Tiểu Âm một chút băng hỏa linh khí, hóa giải uy áp. Về phần Lương Diệu Trúc và Hồ Hóa Vũ, hắn châm cho bọn họ 2 châm, giúp bọn họ dễ chịu trở lại. Chúng ta dường như không ra được, Hồ Hóa Vũ vốn muốn nhảy ra khỏi trúc lâu ra bên ngoài kiểm tra, kết quả phát hiện 4 phía đều có vách tường nhìn không thấy cản lại. Lương Diệu Trúc cũng thử một chút, nhận được kết quả như nhau, đúng là như vậy. Rốt cuộc cổ thần bà muốn làm gì, chẳng lẽ muốn chúng ta chết ngạt ở đây sao? Chắc là không phải đâu, Y Tiểu Âm lắc đầu, nghiêm túc nói, bà ta muốn chúng ta nghiên cứu cái hồ này hoặc mặt trăng kia. Lương Diệu Trúc vẫn không hiểu, có cái gì cần phải nghiên cứu chứ? Cho dù muốn nghiên cứu, cách xa như vậy, có thể nghiên cứu ra cái gì? Nơi này hẳn là khoảng cách an toàn để quan sát cái hồ. Y Tiểu Âm suy đoán, ở đây, chúng ta đều có thể cảm nhận được cảm giác áp bức của cái hồ. Nếu còn đến gần, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhắc nhở gì cũng không có, chúng ta nghiên cứu cái gì? Lương Diệu Trúc vẫn không thể hiểu được. Hồ Hóa Vũ cũng nghĩ không thông, đành phải hỏi Hạ Thiên, Hạ Thiên, người có phát hiện gì không? Chẳng phát hiện được gì cả.
Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta cũng chẳng hứng thú phát hiện. Đợi thêm 2 phút nữa, nếu lão thái bà kia không xuất hiện, ta sẽ hủy đi cái lầu này. Hồ Hóa Vũ hỏi lại, ngươi khẳng định có thể hủy. Có cái gì mà không thể hủy? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Lần này chúng ta đã bị thứ gì đó ngăn cách, hoặc có thể nói chính là kết giới. Hồ Hóa Vũ giải thích, ta và Diệu Trúc không thể nào đánh vỡ ngăn cách đó. Hạ Thiên nói thẳng, chẳng hề có chút huyền chuyển nào, đó là do các ngươi phế vật. Ngươi mắng ai phế vật đấy? Lương Diệu Trúc quả nhiên không vui. Ánh mắt Y Tiểu Âm ngưng lại, nhắc nhở, bên dưới hình như có động tĩnh. Mọi người đến ban công nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy một đám người đang vây quanh bên dưới, không ngừng chất củi. Một lão đầu giờ bó đuốc, chậm rãi bước đến bên cạnh đống củi. Lương Diệu Trúc mở to mắt, cả kinh kêu lên, muốn đốt chết chúng ta sao? Cổ thần bà vẫn không thấy xuất hiện. Hạ Thiên cũng không kiên nhẫn, đánh ra một quyền. Hắn chẳng hứng thú ngắm hồ, thưởng nguyệt gì cả. Bành! Chỉ một quyền, bức tường vô hình phong tỏa trúc lâu đã bị đánh nát. Đám người vây quanh bên dưới đều chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trên. Lúc này, Hạ Thiên ôm Y Tiểu Âm từ trên tầng 9 nhảy xuống, đứng trước mặt những người này. Về phần Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc, hai người do dự một chút, không dám nhảy xuống mà đi xuống cầu thang vừa mới xuất hiện. Các ngươi là ai? Sau khi Y Tiểu Âm rơi xuống đất, nàng nhìn thấy những người kia mặt bôi bùn màu sắc không giống nhau, nhìn không rõ diện mạo. Lão đầu thoa bùn khắp mặt, tay cầm bó đuốc nhìn chằm chằm Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, lời này vốn là ta nên hỏi, các ngươi là ai? Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở cửu cổ trúc lâu? Là một lão thái bà mang chúng ta đến đây. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, sau đó hỏi lại, các ngươi có thấy bà ta hay không? Lão giả bôi bùn sửng sốt, lão thái bà nào? Thì là cổ thần bà mà các ngươi hay gọi đấy. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, sống đã mấy trăm tuổi rồi, còn không phải lão thái bà thì là gì? Lớn mật, ngươi dám tự tiện xông vào Nguyệt Phương Nguyên, lại còn dám bất kính với cổ thần bà. Lão đầu mặt bôi bùn giận dữ, chỉ vào Hạ Thiên mà quát, bắt tiểu tử này lại cho ta. Đám người sau lưng vội tuân lệnh, sau đó có hai thanh niên trai tráng vượt qua mọi người đi về phía Hạ Thiên. Khoan đã, Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc rốt cuộc cũng đã xuống lầu, vội vàng lên tiếng ngăn cản, chúng ta không có ác ý, chính cổ thần bà đã mang chúng ta đến đây. Lão đầu mặt bôi bùn nhìn Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc, không khỏi nhướng mày, các ngươi là cổ tộc. Đúng, Hồ Hóa Vũ gật đầu, sau đó tự giới thiệu, ta tên Hồ Hóa Vũ, bây giờ là gia chủ đại diện của Hồ gia. Vị này là em họ ta, Lương Diệu Trúc, hai vị này là Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, là thần y đương thế. Cổ thần bà mời họ đến chữa bệnh cho ai đó. Biểu hiện của lão đầu mặt bôi bùn cũng không có gì thay đổi, chỉ là ánh mắt hơi đảo, nơi này chẳng ai có bệnh, cũng không cần thần y bên ngoài đến trị. Là cổ thần bà mang chúng ta đến đây. Hồ Hóa Vũ nhấn mạnh lần nữa, nếu bà ấy không mang chúng ta vào, chúng ta chưa chắc có thể đã vào được, người nói có đúng không? Chỗ chết tiệt này có gì mà vào không được? Hạ Thiên khinh thường ngáp một cái, chỉ là ta không có hứng thú tiến vào mà thôi, cũng chẳng có cái gì hay để chơi, cũng chẳng có gì ngon để ăn, càng không có mỹ nữ có thể ngắm. Ngươi đang nói hưu nói vượn gì đấy? Lão đầu mặt bôi bùn một lần nữa giận dữ, giơ cây đuốc đang cháy vào mặt Hạ Thiên, ngươi xem Nguyệt Phương Nguyên là nơi nào? Là Thanh Lâu Ký Trại sao? Hạ Thiên nhếch miệng, đây là do ngươi nói, liên quan gì đến ta? Cho nên nói. Đám người ngoài các ngươi chính là u ác tính, đáng bị thiêu chết trong trúc lâu. Lão đầu mặt bôi bùn hiển nhiên không có hảo cảm với Hạ Thiên, kéo theo không thích cả Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc, các ngươi chẳng biết làm việc bên ngoài như thế nào, nhiều lần để người ngoài biết chuyện của Nguyệt Phương Nguyên. Hồ Hóa Vũ vẫn là câu nói kia, tất cả đều do cổ thần bà sắp xếp. Đánh giám, lão đầu mặt bôi bùn một chút cũng không tin, quát mắng, mấy trăm năm qua cổ thần bà chưa từng ra ngoài. Từ chỗ nào biết được thần y tiên y, còn không phải Hồ gia các ngươi làm loạn sao? Lão đầu, ngươi nói xong chưa? Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi mau gọi lão thái bà kia quay lại đây giải thích một chút vì sao vừa nãy lại ném ta và vợ y ở đó. Nếu không xin lỗi, bà ta đừng trách ta không khách sáo. Lão đầu mặt bôi bùn hừ lạnh một tiếng,
quát lớn, ngươi không khách sáo thì làm sao? Ngươi đừng xúc động, Y Tiểu Âm biết tính tình Hạ Thiên nóng nảy, chỉ là hiện tại không cần thiết phải xung đột với đám người trước mắt. Lão nhân gia, chúng ta nhận được lời mời của cổ thần bà đến đây chữa bệnh cho người. Nếu ngươi không tin, ngươi có thể đi tìm cổ thần bà chứng thực, tốt nhất cũng nên thông truyền một tiếng. Nữ oa oa ngươi nói chuyện còn dễ nghe một chút, hỏa khí lão đầu mặt bôi bùn giảm đi không ít, nhưng thái độ vẫn cứng rắn như cũ, tuy nhiên, nơi này không phải người ngoài như các ngươi có thể đến. Cho dù cổ thần bà mời đến cũng đừng vọng tưởng có thể ở lại. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, chúng ta cũng chẳng nghĩ đến chuyện ở lại. Trị bệnh xong, chúng ta sẽ rời đi. Hừ, nói dễ nghe, ánh mắt lão đầu mặt bôi bùn lộ ra vẻ không tin. Diễu cợt, những y sư đến lúc trước cũng nói như vậy, bây giờ còn không phải chết bên trong vạn thảo cốc sao? Y Tiểu Âm sửng sốt, lập tức nói, người nói là những y sư kia. Lão phu không nói nhảm với các ngươi ở đây. Lão đầu mặt bôi bùn không muốn trả lời, trực tiếp cảnh cáo ta cho các ngươi một ngày, nếu đến lúc đó các ngươi còn không đi, liều mạng tiến vào vạn thảo cốc, đến lúc đó các ngươi sẽ biết thế nào là lợi hại. Nói xong. Lão đầu mặt bôi bùn thét to một tiếng, sau đó mang theo đám người bôi đủ màu sắc kia rời đi. Những người này rốt cuộc là ai thế? Y Tiểu Âm đưa mắt nhìn mọi người đi, quay sang hỏi Hồ Hóa Vũ. Hồ Hóa Vũ thở dài, giải thích, bọn họ cũng là cổ tộc, nhưng lý niệm không giống chúng ta. Mạch của chúng ta xem cổ trùng là thủ đoạn sinh tồn, còn bọn họ xem cổ trùng là chủ nhân, tự phong cổ tu, đoạn tuyệt tất cả mọi quan hệ với thế tục. Nói thẳng ra bọn họ chính là một đám thiểu năng. Hạ Thiên hời hợt đưa ra một đánh giá. Y Tiểu Âm thản nhiên nói, cũng không phải nói như vậy, người có chí riêng không thể cưỡng cầu. Nếu bọn họ đã theo đuổi điều đó, cũng không ép buộc hoặc đe dọa sinh tồn của người khác, bọn họ thuần túy cũng được xem là người. Đáng tiếc, bọn họ cũng không thuần túy. Hồ Hóa Vũ lắc đầu, hơi cảm thán, cổ tu chân chính đã sớm chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Những người này sau thất bại tranh quyền đoạt lợi, không muốn thừa nhận, cho nên mới trốn ở đây lừa mình dối người. Lương Diệu Trúc khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta hình như có nghe người lớn trong nhà nói qua, bọn họ chẳng phải cổ tộc, cũng chẳng phải người của cổ thần bà, không biết bọn họ muốn làm cái gì. Hạ Thiên cười nói, không cần đoán, đám người này đang nghĩ đến chuyện trường sinh bất tử. Ngươi biết sao, Lương Diệu Trúc nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Hồ Hóa Vũ thở dài, thật ra Hạ Thiên nói không sai. Tuy nhiên, trường sinh thì có thể. Cổ thần bà đã sống hơn 300 năm, nhưng bất tử thì, ha ha. Mấy chuyện này chẳng liên quan đến ta. Hạ Thiên khó chịu nói, bây giờ ta chỉ muốn tìm lão thái bà kia, sau đó đánh cho bà ta một trận. Ngươi không sợ Ngải Luân tiên sinh trở mặt với ngươi sao? Hồ Hóa Vũ hơi buồn cười nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên khinh thường nói, cho dù nhị sư phụ có trở mặt, ông ấy cũng đánh không lại ta. Ngươi lại ở đây khoác lác nữa à? Ngải Luân bỗng từ đằng xa bay đến, rơi xuống trước mặt Hạ Thiên, ngày nào ngươi cũng nói người này đánh không lại ngươi, người kia đánh không lại ngươi, nổ quá đến mức cứ tưởng là thật. Hạ Thiên hỏi, nhị sư phụ, vậy ông cảm thấy ông có thể đánh được ta sao? Đang êm đẹp, đánh ngươi làm gì? Ngải Luân trừng mắt nhìn Hạ Thiên, đừng hở việc gì cũng chém chém giết giết. Bây giờ là thời điểm hòa bình, mọi thứ cần phải nói đạo lý. Nhị sư phụ, ông cảm thấy ông nói mấy lời này thích hợp sao? Hạ Thiên nhếch miệng, ông chính là sát thần Ngải Luân danh chấn thế giới ngầm đấy. Ngải Luân khoát tay, làm ra vẻ không tham lam danh lợi, đó là chuyện quá khứ rồi, hảo hán không đề cập đến dũng năm đó. Bây giờ ta chỉ là một người không tranh quyền thế. Chỉ là một lão đầu chỉ muốn an hưởng tuổi già mà thôi. Có quỷ mới tin, Hạ Thiên lắc đầu. Y Tiểu Âm hỏi, đảo giữa hồ có phải là tâm tiểu đảo của Nguyệt Tương Hồ không? Không sai, Ngài Luân mỉm cười đáp, bệnh nhân cần chỉ cũng ở đó. Chúng ta có thể vào sao? Lương Diệu Trúc nhớ lại cảm giác uy áp mới nãy, hơi lo lắng nói, vừa rồi, từ xa nhìn lại, ta đã cảm thấy không chịu nổi rồi. Ngài Luân giải thích, nhìn nhất định là khó chịu rồi, nhưng chỉ cần đi theo con đường đặc biệt đến đó thì không có vấn đề gì. Thật sao, Lương Diệu Trúc không khỏi nghi hoặc, tại sao vừa rồi cổ thần bà lại bỏ chúng ta ở cửu lâu? Điều này ta cũng không rõ nữa. Ngài Luân hiển nhiên cũng lười động não mấy chuyện này,
hay bà ấy muốn cho các ngươi một khảo nghiệm. Chuyện này do các ngươi gây ra, chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ đến dẫn đường mà thôi. Lương Diệu Trúc bó tay. Nàng cảm thấy người này có một số phương diện quả thật rất giống với Hạ Thiên. Y Tiểu Âm lên tiếng, vậy làm phiền ngài Luân Tiên Sinh dẫn đường. Ngươi đừng gọi như vậy, cứ giống như hắn gọi ta là nhị sư phụ được rồi. Ngài Luân vừa đi vừa nói với Y Tiểu Âm, không thì gọi ngài lão sư cũng được. Bây giờ, mặc kệ là ngành nghề nào, không phải đều gọi bằng lão sư sao? Hạ Thiên mỉm cười nói, nhị sư phụ, ông cũng đừng nghĩ đến việc làm lão sư. Bản lãnh dạy đồ đệ của ông thật sự không được. Không được, không phải ta cũng dạy được ngươi sao? Ngài Luân khó chịu đáp lại. Ta có được thành tựu như ngày hôm nay, ngoại trừ bản thân ta là thiên tài. Hạ Thiên nói, một nguyên nhân quan trọng khác chính là thần tiên tỷ tỷ. Dựa vào chút bản lãnh đó của mọi người, đoán chừng chẳng ra sao cả. À, tiểu tử này, ngươi nói như thế hơi bị khi sư diệt tổ đấy. Ngài Luân im lặng nhìn Hạ Thiên. Học xong bản lãnh thì không muốn gánh trách nhiệm. Hạ Thiên lười biếng đáp, không có gì là không gánh trách nhiệm, chẳng qua ta cảm thấy bản lãnh của mọi người chẳng ra sao cả. Đó là sự thật mà. Tiểu tử ngươi cứ cuồng đi, một ngày nào đó, sẽ có người thu thập ngươi. Ngài Luân cũng lười đấu võ mồm với Hạ Thiên ở phương diện này. Ồn ào cũng ồn ào không lại ta. Nhị sư phụ, ông thụt lùi nhiều quá. Hạ Thiên mỉm cười nói, bây giờ ông đi tìm đại sư phụ và tam sư phụ, có thể sẽ bị ngược đấy. Ngài Luân quay đầu lại muốn tranh cãi với Hạ Thiên, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào, ta chẳng muốn cãi nhau một cách vô vị với ngươi như thế. Y Tiểu Âm vẫn không lên tiếng, vẫn luôn quan sát cảnh tượng hai bên đường. Từ Trúc Lâu 9 tầng đến đảo giữa hồ cần phải đi qua một khu rừng, hai bên mọc đầy những hoa cỏ chưa từng thấy bao giờ, gợi lên hứng thú của nàng thật lớn. Đi được một lát, Ngài Luân đưa tay chỉ ở đằng trước. Đằng trước chính là Trường Mộng Xuyên. Sông lớn sóng rộng, gió thổi đêm thu trăng như cánh buồm. Yêu yêu, mau nhắm mắt lại đi. Diệp Mộng Oánh chỉ nhìn một chút, bỗng sinh lòng cảnh giác, tiến lên bịt mắt Triệu Yêu Yêu lại. Đáng tiếc đã muộn, Triệu Yêu Yêu bỗng dưng ngã xuống, phát ra tiếng ngáy đều. Không ổn rồi, Diệp Mộng Oánh cũng cảm thấy choáng đầu. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Nàng dáng chống đỡ được nửa phút, cuối cùng không kiên trì nổi, ngã ầm xuống đất. Một lát sau, có hai bóng người chậm rãi bước vào Thưởng Nguyệt Các. Rõ ràng là Bộ Băng Khanh và vị tâm ma kỳ chủ. Ha ha, cái gì là thiên phi nương nương chứ, kinh nghiệm giang hồ còn non và xanh lắm, chẳng khác nào chim non mới rời chuồng. Tâm ma kỳ chủ khinh thường nhìn Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu đang nằm dưới đất, người thật sự cho rằng bổn kỳ chủ không chịu được một kích sao. Đúng là ngây thơ đến mức khiến người ta phải buồn cười. Đó là tất nhiên rồi, tâm chủ là kỳ thủ trong 6 kỳ chủ thánh giáo, có thể xưng là sứ giả thứ 5 ngoài tứ đại sứ giả. Bộ Băng Khanh khom người, nịnh nọt nói. Ngươi làm không tệ, tâm ma kỳ chủ hoàn toàn hưởng thụ những lời nịnh nọt. Quay lại nhìn Bộ Băng Khanh, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút, chờ chúng ta bắt hết cơ triều và một đám tu tiên chính đạo, đến lúc đó ta có thể phong vương vị cho ngươi, để ngươi hưởng được vinh hoa phú quý. Bộ Băng Khanh lại lắc đầu từ chối, vô cùng nghiêm túc nói, thuộc hạ chỉ muốn đi theo kỳ chủ, dù chỉ là thị thiếp cho kỳ chủ vạn vạn năm, so với võng thế vương vị còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là khả tạo chi tài. Tâm ma kỳ chủ cực kỳ vui mừng, chỉ vào Bộ Băng Khanh, đối với Trường Sinh Đại Đạo mà nói, vinh hoa phú quý xác thực không đáng nhắc đến. Nơi này có một viên định hồn đan, ngươi cứ uống vào, ít nhất có thể kéo dài được trăm năm thọ nguyên cho ngươi. Bộ Băng Khanh thành khẩn tiếp nhận viên đan dược màu đen, sau đó mừng rỡ quỳ rạp xuống đất, đa tạ kỳ chủ ban thưởng, thuộc hạ tuyệt đối trung tâm phụng dưỡng kỳ chủ và thánh giáo, đến chết cũng không đổi. Trước cứ như vậy đi. Tâm ma kỳ chủ khoát tay. Tâm chủ, hai người này xử lý như thế nào? Bộ Băng Khanh nhìn Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu trên mặt đất, lo lắng nói, dù sao bọn họ cũng là thiên phi nương nương do cơ nữ hoàng thân phong. Nếu thời gian lâu không thấy quay về, chỉ sợ sẽ dẫn đến cơ nữ hoàng và cao tầng phiếu miểu tiên môn gây bất lợi cho việc phục hưng thánh giáo. Ngươi không cần phải lo lắng. Tâm ma kỳ chủ thản nhiên nói, hai nữ tử này tất có tác dụng với bổn kỳ chủ. Bổn kỳ chủ sẽ đích thân tác pháp cho bọn họ,
tẩy hồn hoán tâm bọn họ sẽ trở thành hồn nô trung thành nhất của thánh giáo, trở thành lá cờ quan trọng trong việc chúng ta phản công phiếu miểu tiên môn và cơ triều. Ánh mắt Bộ Băng Khanh hiện lên sự ghen tị không hề che giấu, tâm chủ, ta chẳng qua cảm thấy hai tiện nhân này không xứng tiếp nhận thánh giáo tẩy hồn. Ta thấy nên chém bọn họ thành muôn mảnh, biến thành đồ ăn cho tâm võng chu thú. Ha ha, ngươi đừng sinh lòng đố kỵ như vậy. Tâm ma kỳ chủ nhấc chân nâng cằm Bộ Băng Khanh, bổn kỳ chủ sủng ái nhất vẫn là tiểu yêu tinh ngươi. Tẩy lễ bọn họ chẳng qua cũng chỉ vì đại nghiệp thánh giáo. Tâm chủ quả nhiên là ánh sáng của thánh giáo. Bộ Băng Khanh cảm động nói, thuộc hạ nguyện vì ngài mà phục vụ quên mình. Được rồi, người đi khống chế đám ảnh vệ kia đi. Tâm ma kỳ chủ đưa tay bắn ra hai sợi tơ nhện, quấn Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu trên mặt đất thành hai cái bánh chưng, bổn kỳ chủ sẽ tẩy hồn hai nữ tử này. Bộ Băng Khanh lập tức thối lui. Tâm ma kỳ chủ cũng mang theo hai cô gái bị tơ nhện quấn quanh biến mất trong nháy mắt. Khi hai người này vừa đi chưa được bao lâu, trong phòng lại xuất hiện hai người, chính là Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu. Mộng Oánh tỷ, vẫn là tỷ cảnh giác nhất. Triệu Yêu Yêu cảm thán nói, Bộ Băng Khanh quả nhiên có vấn đề. Nếu không phải chúng ta đã sớm có chuẩn bị, chúng ta đã bị nàng ta lừa gạt rồi. Diệp Mộng Oánh nói, cũng không phải cảnh giác gì, chỉ là phòng bị vốn có mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là quá thuận lợi. Chúng ta vừa mới đến đã gặp phải cạm bẫy, sau đó dẫn xuất tâm ma kỳ chủ, lại còn dễ dàng bắt lấy ông ta. Sau đó, bộ đại nhân kia còn từng bước một dẫn chúng ta đến lầu các này, rõ ràng đã có tính toán kỹ. Triệu Yêu Yêu tiếp lời Diệp Mộng Oánh. Không sai, Diệp Mộng Oánh gật đầu, tâm ma kỳ chủ bị bắt, chúng ta tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác. Nàng ta thừa cơ đưa ra một số yêu cầu không quá đáng, chúng ta không tiện từ chối. Chỉ là không nghĩ đến, một châu mục lại bị vạn hỏa giáo tẩy não. Thật sự đáng sợ. Đoán chừng điều này cũng có liên quan đến bản lãnh của tâm ma kỳ chủ. Triệu Yêu Yêu cau mày, trong đám mạng nhện của ông ta xác thực có rất nhiều ý thức linh hồn. Chỉ cần xử lý không tốt, rất dễ dàng khiến cho hàng vạn người trực tiếp biến thành cái xác không hồn. Diệp Mộng Oánh nhìn Triệu Yêu Yêu, điều này phải cần nhờ đến ngươi rồi, thần hacker trong truyền thuyết. Ngươi không phải đã từng nói trên mạng không ai có thể đánh bại ngươi sao? Đương nhiên rồi, Triệu Yêu Yêu cười nói, tâm ma kỳ chủ thật sự đã quá coi thường ta. Ông ta tưởng rằng có thể bày ra một màn kịch là có thể lừa ta. Thật ra ta đã sớm chỉnh lại cơ quan bên trong tấm lưới rách đó. Đến lúc đó, ông ta sẽ nhận được hậu quả. Như vậy cũng tốt, Diệp Mộng Oánh cười nhạt, ban đầu, chúng ta muốn tìm nơi ở của bọn chúng còn cần phí chút công sức. Hiện tại xem ra làm việc đã gọn gàng hơn. Triệu Yêu Yêu bĩu môi, Mộng Oánh tỷ, tại sao ngươi lại gian hoạt giống như tỷ tỷ của ta vậy? Bốp! Diệp Mộng Oánh tức giận đánh cho Triệu Yêu Yêu một cái, ngươi có biết nói chuyện hay không? Được rồi, là các người thông minh, tính toán không bỏ sót, được chưa? Triệu Yêu Yêu dẻo miệng, lập tức sửa lại. Đừng có mà hà tiện lời nói. Diệp Mộng Oánh nắm tay Triệu Yêu Yêu, đốt một chương phù. Sau đó biến mất khỏi Thưởng Nguyệt Các. Mấy giây sau, ánh sáng nhạt trong lầu các lay động, mấy vạn sợi tơ mỏng bằng mắt thường không nhìn thấy được từng chút một tiến vào trong bóng đêm, không hề có chút vết tích. Chấm. Mặt hồ, gió thổi nước lăn tăn, sóng biếc dập dờn. Phóng nhãn nhìn lại, không còn thấy cái bóng hòn đảo đâu. Ngược lại có một cái thuyền nhỏ chậm rãi lướt tới, có một người đội mũ rộng vành trong tay cầm cây chèo thuyền cán dài trống đến gần. Khi còn cách bờ khoảng 10 mét thì dừng lại. Lên thuyền đi, có việc gì thì lên đảo rồi nói. Ngài Luân nhảy lên thuyền đầu tiên, vừa nhẹ lại ổn, chiếc thuyền nhỏ không hề có chút lắc lư nào. Hạ Thiên ôm lấy Y Tiểu Âm, chợt lóe lên, sau đó cũng nhảy lên chiếc thuyền nhỏ. Lương Diệu Trúc bất mãn nói, đúng là không hề có chút phong độ thân sĩ, tiện tay ôm lấy ta đi theo không được sao. Để ta ôm ngươi. Hồ Hóa Vũ im lặng nhìn thoáng qua cô em họ của mình, quan tâm hỏi một câu. Biến, còn lâu mới để ngươi ôm. Lương Diệu Trúc khét bỏ trừng mắt nhìn Hồ Hóa Vũ, tự mình nhẹ nhàng nhảy lên trên thuyền. Hồ Hóa Vũ sờ mũi một cái, có cảm giác mình hơi bị dư thừa. Khi hắn ta nhảy lên trên thuyền phu hất xào trống xuôi theo bờ, con thuyền nhỏ nhanh chóng bơi ra. Đảo ở đâu vậy, tại sao ta một chút cũng không thấy?
Lương Diệu Trúc đứng trên đầu thuyền, hai tay che chắn nhìn ra ngoài, ngoại trừ hơi nước bốc lên thì không hề nhìn thấy đảo giữa hồ nào cả. Ngươi không thấy được đâu, Hạ Thiên lười biếng nói, cứ thành thật đứng đó là được. Lương Diệu Trúc không phục, ngươi đừng nói ngươi nhìn thấy nhé. Ta đương nhiên thấy rồi, Hạ Thiên bĩu môi, tùy ý nói, chẳng phải ở đằng trước sao. Ngươi lừa quỷ thì có, Lương Diệu Trúc nhìn một hồi, cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi đang khoác lác. Ta không nhìn thấy bất kỳ đảo giữa hồ nào, thuyền này nhất định muốn chở chúng ta đến nơi khác. Hồ Hóa Vũ yên tĩnh ngồi một góc thuyền, tinh tế cảm nhận sóng gợn trên hồ, nhất là thủy trúc hai bên bờ, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Ngài Luân tiên sinh, ông biết Vạn Thảo Cốc không? Y Tiểu Âm nhìn không được liền hỏi. Ngài Luân nằm nghiêng trên thuyền uống rượu, nghe Y Tiểu Âm hỏi, lập tức trả lời, là đám người kia nói với ngươi à? Y Tiểu Âm nhẹ gật đầu, bọn họ nói, thần y đến lúc trước đều không chịu rời khỏi Vạn Thảo Cốc, không biết là có ý gì. Còn có ý gì nữa chứ? Ngài Luân nhấp một ngụm rượu, giải thích với Y Tiểu Âm, người có đọc hiệp khách hành không? Y Tiểu Âm sững sờ, giữa hai cái này có gì liên quan sao? Chúng ta có thể so sánh. Ngài Luân mỉm cười đưa tay chỉ về phía nào đó, y sư bên trong Vạn Thảo Cốc tương đương với hiệp khách giang hồ đảo hiệp khách. Bên trong Vạn Thảo Cốc mọc rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đều tuyệt chủng bên ngoài, thậm chí còn có loại không được ghi chép trong sách xưa. Trong cốc còn có tàng thư lâu, y sư trong đó bên ngoài không có. Ngươi nói, ngươi sẽ không mê sao? Ta hiểu rồi, Y Tiểu Âm nói, thời gian trước, nàng bỏ ra rất nhiều tiền thu mua sách thuốc, trầm mê trong đó, khó mà kềm chế, đây chính là thánh địa của thầy thuốc. Hạ Thiên lắc đầu, có chút trào phúng, đây không phải thánh địa mà chính là nghĩa địa. Tại sao ngươi lại nói như thế? Lương Diệu Trúc có ý kiến khác với Hạ Thiên. Thầy thuốc muốn tiến bộ thì phải học tập y thuật tân tiến, muốn có nhiều dược thảo hơn, có cái gì mà không đúng chứ? Ta không nói là không đúng. Hạ Thiên trả lời, ta chỉ nói là vô dụng mà thôi. Y thuật của bọn họ cũng chỉ có bấy nhiêu, bỏ ra nhiều thời gian để nghiên cứu cũng không có tiến bộ. Thời điểm này ra ngoài trị bệnh cứu người mới có tiến bộ. Lương Diệu Trúc cau mày, trị bệnh cứu người thì không có vấn đề, nhưng gia tăng tu vi y thuật cũng không sai mà. Đóng cửa làm xe, có làm bao lâu cũng vô dụng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đám người đó chỉ là một bang phế vật thất bại mà thôi, không cần tìm bất kỳ cái cớ nào cả. Bỗng dưng, giữa không trung vang lên một tiếng quát to, người mắng ai là phế vật. Ai lên tiếng thì người đó là phế vật, Hạ Thiên hờ hững đáp lại. Lẽ nào lại như vậy? Âm thanh giữa không trung lại càng nổi giận, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi lại dám xem thường tiền bối y đạo. Hoàn toàn không xứng là y. Nếu không nghiêm trị, ngày sau ngươi sẽ là con sâu làm dầu nồi canh y giới. Đi chết đi. Bỗng dưng, mặt hồ phun trào, nhấc lên sóng biển kinh thiên. Chiếc thuyền lá nhỏ nói lật là lật. Bên trong sương mù, một hòn đảo nhỏ xuất hiện. Hạ Thiên ôm Y Tiểu Âm chậm rãi rơi xuống đảo. Nhưng trên lưng hắn còn mang theo Lương Diệu Trúc. Lần này Lương Diệu Trúc đã tai mắt lanh lẹ hơn trước. Một lát sau, Ngải Luân và Hồ Hóa Vũ cũng bình yên rơi xuống đất. Chiếc thuyền lá nhỏ chìm vào đáy hồ, người chèo thuyền cũng không thấy bóng dáng đâu. Mấy lão giả Hạc Phác Đồng Nhan từ một nơi không xa đuổi đến, nổi giận đùng đùng trừng mắt với đám người Hạ Thiên. Vừa rồi là ai đã phát ngôn bừa bãi, lại dám bất kính với y thần chúng ta? Một lão giả thân cao mã đại, chẳng khác nào hùng sư quát hỏi. Khi Hồ Hóa Vũ nhìn thấy lão giả này, không khỏi sửng sốt, lão nhân gia, ngài chính là thần y Cao Hồng Minh Thiên Nam 60 năm trước. Không sai, lão phu chính là thần y Cao Hồng Minh. Lão giả giống hùng sư nhướng mày, kiêu ngạo nhìn Hồ Hóa Vũ, ngươi là người của nhà nào? Nhận ra được lão phu, đúng là khó có được. Vãn bối Hồ Hóa Vũ xin ra mắt Cao lão tiên sinh. Hồ Hóa Vũ vẫn duy trì lễ tiết cơ bản đối với tiền bối y đạo, nãi nãi ta là Hồ Tiểu Thúy. Không biết lão tiền bối có biết hay không? Cao lão đầu lập tức tỏ vẻ không được vui cho lắm, à, ngươi chính là cháu trai của dã nha đầu kia. Nói xong, ông ta không để ý đến Hồ Hóa Vũ, chuyển sang nhìn Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, hai người các ngươi là ai? Vừa rồi là ngươi nói người trong Vạn Thảo Cốc đều là phế vật, đúng không? Đúng, là ta nói đấy. Hạ Thiên hờ hững đáp lại. Gan chó cùng mình,
Cao lão đầu trợn mắt chừng Hạ Thiên, tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi học y thuật được mấy năm lại dám đánh rắm ở đây. Y sư trong vạn thảo cốc này, người nào mà không phải học y mấy chục năm. Đừng nói là ngươi, cho dù chất đám bác sĩ bên ngoài thành một đống cũng không xứng sách giày cho chúng ta. Y tiểu âm lên tiếng, vị tiền bối này, mặc dù Hạ Thiên nói chuyện có hơi lỗ máng, có nhiều mạo phạm, nhưng lời này của ngươi cũng không ổn. Có gì mà không ổn? Cao Hồng Minh hết lỗ mũi lạnh lùng nhìn y tiểu âm, nữ oa oa ngươi ở đâu ra vậy? Ngươi học y mấy năm, cứu được mấy người, khai trương mấy phòng mạch mà cũng xứng nói chuyện với lão phu. Hạ Thiên khó chịu nói, lão phế vật ngươi đừng chém gió nữa. Mặc kệ cứu người hay là y thuật, cả nhà ngươi chất thành đống cũng còn kém vợ y ta, chứ đừng nói so với ta. Ha ha, tuổi tác không lớn nhưng khẩu khí ngược lại điên cuồng đến tận trời. Cao lão đầu khịt mũi coi thường Hạ Thiên, từ nhỏ lão phu đã làm nghề y, bây giờ 120 tuổi. Số sách thuốc, nhận biết dược thảo mà ta xem qua, tám đời ngươi cũng đuổi theo không kịp. Vạn thảo cốc chỉ chấp nhận những y tu khiêm tốn, biết học hỏi, các ngươi không xứng tiến vào. Cái gì là vạn cỏ ngàn cỏ, chỉ là một khu quần cư của một bang phế vật, chúng ta cũng chẳng hứng thú tiến vào. Hạ Thiên nhếch miệng, khinh thường nói, lão đầu nhi, nếu ngươi muốn ăn đòn, ngươi cứ nói thẳng ra là được, ta đánh người xưa nay không quan tâm giả yếu tàn tật, chỉ xem có đáng đánh hay không. Cao lão đầu tức đến mức dựng râu trừng mắt, người học y, nhưng hở động một chút là chém chém giết giết. Ngươi quả thật sỉ nhục hai chữ y đạo. Hạ Thiên cười nói, y đạo cũng chẳng phải đền thờ nhà ngươi. Ta sỉ nhục thì như thế nào, liên quan gì đến ngươi? Làm càn, cao lão đầu bạo phát, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, người đúng là có cha sinh mà không có cha dạy. Hôm nay, lão phu sẽ thay trưởng bối sư môn của ngươi, còn có cha mẹ ngươi dạy cho ngươi một bài học. Không thể không nói, lão nhân này vẫn còn có chút cân lượng. Y thuật như thế nào, trước mắt còn chưa nhìn ra, nhưng công phu thì không thấp. Thân hình giống như hùng sư, khi cử động giống như một ngọn núi lớn ầm ầm phóng đến chỗ Hạ Thiên. Hạ Thiên, cẩn thận. Hồ Hóa Vũ nhìn thấy, nhịn không được liền nhắc nhở, cao lão chẳng những là thần y thiên nam, hơn nữa còn là đường chủ hùng sư đường, võ công không thấp. Nhưng lời này nói hơi muộn một chút, cao lão đầu đã giống như xe tăng vọt đến trước mặt Hạ Thiên. So sánh cơ thể, mọi người có cảm giác chỉ cần một giây là có thể nghiền ép Hạ Thiên. Đây là đồ đệ của ta, muốn dạy dỗ hắn, cũng phải xem ngươi có xứng hay không. Hạ Thiên còn chưa ra tay. Ngài Luân đã cảm thấy khó chịu, di chuyển ngăn trước mặt Hạ Thiên, đưa tay cản lại cao lão đầu. Là ngươi. Cao lão đầu nhìn thấy Ngài Luân, đầu tiên là sững người, sau đó không vui nói, tiểu tử, ngươi không phải muốn leo lên cành cây cao cổ thần sao? Như vậy ngươi có thể hoành hành không sợ ở Nguyệt Phương Nguyên này. Đầu tiên, ta không có leo lên cành cây cao cổ thần nào cả. Chúng ta chỉ là lưỡng tình tương duyệt. Ngài Luân phản bác, tiếp theo. Ta chưa từng hoành hành không sợ, ngược lại đám người các ngươi coi mình là chủ nhân vạn thảo cốc, các ngươi có tư cách gì mà ngăn cản người khác tiến vào. Vạn thảo cốc là bảo khố y đạo, tất nhiên phải do y sư chúng ta giữ gìn. Cao lão đầu một chút cũng không khách sáo, lạnh lùng nói, bằng không, sớm muộn gì cũng sẽ bị người không liên quan gây họa. Các ngươi nói mình ngăn cản người khác gây họa, Ngài Luân cười nhạo, có chút trào phúng. Nhưng hình như chính các ngươi là người gây không ít tai họa cho vạn thảo cốc. Dược thảo và sách thuốc, các ngươi xem là tài sản riêng của mình, không cho phép người khác đụng vào. Đây chẳng lẽ là trị bệnh cứu người, tuyên dương cái gọi là y đạo sao? Đương nhiên, cao lão đầu tỏ ra quang minh lẫm liệt, để bảo vệ bảo tàng truyền thừa y đạo hữu ích vạn thế không bị ác đồ tàn phá, y sư chúng ta tất nhiên không thể đổ cho người khác. Ngài Luân cười rộ lên. Chỉ vào cao lão đầu, các ngươi tham thì cứ nói mình tham, còn cưỡng từ đoạt lý, không cho phép người ta chỉ trích mình, đúng là hạng người có tầm nhìn hạn hẹp, khó trách ngươi tu gần trăm năm, y thuật và võ công cũng chỉ có như thế. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi cũng đừng hòng tiến vào vạn thảo cốc một bước. Biểu hiện của cao lão đầu không hề có chút thay đổi, thậm chí còn ra lệnh cho mấy vị lão giả khác ngăn cản đường đi của Hạ Thiên. Cái cốc rách nát này của ngươi, ai thích vào thì vào. Hạ Thiên khinh thường nói, tuy nhiên, thái độ của ngươi vừa rồi đối với ta và vợ y không tốt, điều này ta không thể nhịn được, ngươi dập đầu ba cái,
nói 100 lần mình sai, ta có thể không đánh ngươi. Cao lão đầu giống như nghe được câu chuyện cười đặc sắc, cuồng tiếu tiểu hoa nhi ngươi bản lãnh không có, khẩu khí ngược lại càng lúc càng lớn. Trương Minh Đà năm đó cũng giống như vậy, kết quả còn không phải xám xịt bỏ chạy sao. Ngươi đã gặp qua đại sư phụ, Hạ Thiên kinh ngạc hỏi. Thì ra tặc chủng kia chính là sư phụ của ngươi, khó trách. Cao lão đầu đột nhiên biến sắc, chỉ tay vào Hạ Thiên, đã như vậy, ngươi cũng đừng đi nữa, để mạng lại đây, xem như tế những đồng đạo đã chết trong tay Trương Minh Đà. Hạ Thiên quay lại nhìn Ngải Luân, năm đó, đại sư phụ đã kết bao nhiêu kẻ thù ở cái chỗ chết tiệt này thế? Thù thì kết nhiều, nhưng nồi cũng cõng không ít. Ngài Luân cười nói, nếu ngươi đã là đồ đệ tốt của ông ấy, ngươi hãy thuận tay giúp ông ấy chấm dứt đi. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, đại sư phụ có thù gì với lão nhân này vậy? Cái này ta cũng không biết rõ nữa. Ngài Luân lắc đầu, năm đó, mọi chuyện còn chưa biết rõ ràng, hiện tại lại càng không làm rõ được. Tuy nhiên, ngươi mau chóng giải quyết vấn đề. Chúng ta còn phải đến tế đàn trung tâm đảo. Bà ấy đang chờ chúng ta ở đó. Đã như vậy, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa. Hạ Thiên nhìn Cao lão đầu, cho ngươi 3 giây quỳ xuống dập đầu nói lời xin lỗi. Hôm nay ta sẽ không đánh ngươi. Cao lão đầu lạnh giọng nói, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Các ngươi muốn đi gặp cổ thần đại nhân, sau đó đánh chủ ý vào vạn thảo cốc, lão phu tuyệt đối không để cho các ngươi được như ý. Nói xong. Cao lão đầu sải bước đến trước mặt Hạ Thiên, lòng bàn tay mơ hồ lóe lên chụp vào vai Hạ Thiên. Chút châm pháp này của ngươi, cho dù đứng im cho ngươi đâm cũng không có tác dụng. Hạ Thiên nhếch miệng, cho nên, ngươi cút sang một bên đi. Bành! Hạ Thiên giơ chân đạp bay Cao lão đầu. Mấy lão đầu còn lại nhìn đến ngây người. Vừa rồi đã phát sinh chuyện gì thế? Ngươi đã làm gì Cao lão thế? Cao lão đâu rồi? Không thấy Cao lão đâu cả. Chấm. Muốn biết đúng không, vậy các ngươi đi theo luôn đi. Hạ Thiên giống như đá bóng, một người một cước, toàn bộ đá bay. Lương Diệu Trúc im lặng cả nửa ngày, sau đó nhìn Y Tiểu Âm, Y Tỷ Tỷ, đây chính là phương thức giải quyết vấn đề của hắn. Quen thuộc thì tốt, Y Tiểu Âm lạnh nhạt đáp. Ngài Luân hiển nhiên đã quá quen thuộc, xuyên qua vạn thảo cốc, tận cùng bên trong chính là tế đàn trung tâm. Hạ Thiên quay lại bên cạnh Y Tiểu Âm, hai tay tự nhiên ôm lấy eo của nàng, vợ Y, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Ngài Luân do dự một chút, sau đó vẫn quyết định nói với Hạ Thiên, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng nên từ chối. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, chuyện gì? Ngài Luân nghiêm túc đáp, liên quan đến cổ thần. Nếu ngươi phát sinh xung đột với bà ấy, hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu tình. Nếu ta không ra tay, nhưng bà ấy vẫn chết thì sao? Hạ Thiên hờ hững hỏi lại, hoặc chính bà ấy muốn chết. Ngài Luân nói, vậy ta hy vọng ngươi có thể ra tay cứu bà ấy. Nhị sư phụ, ông nhất định muốn ta phải cứu. Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Ngài Luân hỏi, vậy ngươi có cứu hay không? Hạ Thiên bĩu môi, cũng không trả lời. Ngươi có nghe hay không? Ngài Luân yên lặng nhìn Hạ Thiên, ngươi và bà ấy cũng không có mâu thuẫn quá lớn. Ngươi cứu bà ấy thì như thế nào? Y Tiểu Âm hỏi, Ngài Luân tiên sinh, dường như ngài dự đoán được bà ấy sẽ chết. Không phải dự đoán mà là trực giác. Ngài Luân là sát thần giết người vô số, đối với mấy chuyện tử vong trời sinh nhạy cảm, ở Nguyệt Phương Nguyên, có thể giết được bà ấy cũng chỉ có 2 người, một chính là bà ấy, 2 chính là Hạ Thiên. Lúc này, giữa không trung bỗng nhiên vang lên tiếng chim kỳ quái. Tiếp theo. Vạn hoa di chuyển khỏi lối đi của chúng, cỏ cây co lại dễ. Một con đường rộng rãi kéo dài từ chỗ sâu vạn thảo cốc đến trước mặt đám người Hạ Thiên. Bà ấy đang đón chúng ta đấy. Ngài Luân nhìn con đường mở ra, liền giải thích với đám người Hạ Thiên. Vậy thì đi thôi, Y Tiểu Âm chậm rãi nói. Bước lên con đường, Ngài Luân vẫn không quên xác nhận lại với Hạ Thiên, ngươi tỏ thái độ có được không? Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Dưới đáy Trường Mộng Xuyên quả thật có một cái lối đi. Diệp Mộng Oánh nín thở, đi theo sau lưng Tâm Ma Kỳ Chủ, tiềm nhập con đường dưới đáy sông. Đi được một lát, xem chừng cũng sắp đến giữa sông, 4 vách tường bỗng dưng rộng ra, xuất hiện một tế đàn cao lớn. Toàn bộ tế đàn giống như kim tự tháp hình tam giác, có tổng cộng 7 tầng.
Cạnh góc mỗi tầng đều có quái vật đang quỳ, hai tay khép lại giơ cao lên đỉnh. Đỉnh cao nhất có một bệ đá màu đen, vừa lúc có thể đứng hai người song song. Sau khi tâm ma kỳ chủ bước lên đài cao, lập tức đặt Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu đã hôn mê lên bệ đá, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, tâm ma kỳ chủ lắc đầu tán thưởng không thôi, nếu không phải đại kế quan trọng vạn năm của thánh giáo, bổn kỳ chủ đã nạp các ngươi làm thiếp, chơi chán rồi bỏ. Cách đó không xa, Triệu Yêu Yêu cảm thấy buồn nôn, truyền âm cho Diệp Mộng Oánh tỉ tỉ, người này đúng là buồn nôn, cứ xử lý thẳng tay cho rồi. Không vội, dù sao cũng đã đến rồi, ta cũng muốn nhìn xem ông ta muốn làm gì. Diệp Mộng Oánh không thèm để ý mấy lời mạo phạm này. Dù sao ông ta chắc chắn sẽ phải chết, không cần thiết phải canh cánh trong lòng với người sắp chết. Tâm ma kỳ chủ đứng trên đài cao, từ trong ngực lấy ra hai tảng đá, tiện tay ném vào lòng bàn tay hai tượng đá quái vật. Hòn đá bốc cháy, toát ra ánh lửa bảy màu. Thánh hỏa đã đốt, bổn kỳ chủ bắt đầu tẩy hồn các ngươi. Tâm ma kỳ chủ kết ấn, cơ thể nổi lên một tầng ánh sáng mỏng nhạt. Vô số sợi tơ tinh mịn từ trong lòng bàn tay phun ra, bao bọc trọn tế đàn bên trong. Trên kim tự tháp cao 7 tầng cũng sáng lên. Trên đỉnh đầu chính là nước sông Trường Mộng Xuyên, trong nháy mắt cũng dâng trào lên. Mặt trăng giữa không trung rót xuống một luồng ánh sáng màu đỏ, chiếu thẳng xuống đáy hồ. Ánh trăng chiếu vào bệ đá màu đen, hai cơ thể giả trong nháy mắt tiêu tán. Tuy nhiên, tâm ma kỳ chủ lại không hề cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn mỉm cười. Diệp Mộng Oánh cau chặt mày, bỗng trong lòng run lên, quát khẽ với Triệu Yêu Yêu, rút lui. Đáng tiếc đã muộn. Khi mở mắt, Diệp Mộng Oánh phát hiện mình không thể động đậy được nữa. Triệu Yêu Yêu cũng tương tự như thế, gương mặt hiện lên vẻ hốt hoảng. Tâm ma kỳ chủ rơi xuống trước mặt hai người, cười gằn, các ngươi trốn không thoát đâu. Các ngươi thật sự cho rằng bổn kỳ chủ sẽ bị chút tiểu thủ đoạn đó của các ngươi lừa gạt. Ngươi đừng nói như vậy, ngươi đã bị chúng ta lừa gạt. Mặc dù trong lòng Diệp Mộng Oánh có chút kinh ngạc nhưng nàng vẫn không bối rối, vẫn suy nghĩ kế thoát thân, thứ thật sự có thể bắt được chúng ta chính là tòa tế đàn này. Ha ha, tâm ma kỳ chủ mỉm cười, lơ đễnh nói, cũng đúng nhưng chẳng quan trọng. Các ngươi chung quy vẫn rơi vào tay của ta. Triệu Yêu Yêu tức điên lên, có bản lãnh thì ngươi thả ta ra, nãi nãi ngươi sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Thả ra, không thể nào, tâm ma kỳ chủ cười ha hả. Bổn kỳ chủ còn muốn tẩy hồn các ngươi, để từ đây các ngươi biến thành nô bộc trung thành nhất của ta, vì ta mà khai cương thác thổ, phục hưng thánh giáo. Ngươi đừng nên vọng tưởng, Triệu Yêu Yêu không nhịn được mắng to, chút trình độ đó của các ngươi chẳng tạo nên sóng gió bao lớn đâu. Tâm ma kỳ chủ cũng chẳng tức giận, ngược lại còn tán đồng, có thể nói như vậy. Mặc dù chúng ta đã trải qua vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng lực lượng thánh giáo xác thực còn rất yếu. Cho nên chúng ta mới cần các ngươi hiệu lực cho thánh giáo. Phì, Triệu Yêu Yêu mắng càng to hơn, ngươi nghĩ hay lắm, hiệu lực cho giáo nát của các ngươi. Nằm mơ đi. Ha ha ha, ngươi càng không nghĩ, bổn kỳ chủ lại càng cao hứng. Khóe môi tâm ma kỳ chủ nhếch lên nụ cười lạnh, mặc kệ là liệt nữ trong trắng hay là thiên tiên phi tử, không một ai thoát khỏi bổn kỳ chủ tẩy hôn. Châu Mục Trường Mộng Châu Bộ Băng Khanh trước đó cũng là tam trinh cửu liệt. Bây giờ còn không phải là đồ chơi của bổn kỳ chủ sao? Ta khuyên ngươi nên thu tay lại đi. Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói, tu vi của đám người các ngươi quá thấp, chẳng phải đối thủ của Phiếu Miểu Tiên Môn chứ đừng nói chi là cơ triều. Chỉ bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, khai ra toàn bộ nơi ẩn thân của Dư Nghiệt Vạn Hỏa Giáo, nói không chừng còn có thể bảo đảm một mạng cho ngươi. Tâm ma kỳ chủ cười ha hả, chỉ vào Diệp Mộng Oánh mà nói, bổn kỳ chủ biết cảnh giới của hai ngươi rất cao. Nhưng các ngươi không học được pháp thuật thần thông tương ứng, giống như một đứa bé có thần binh lợi khí nhưng lại không cách nào sử dụng. Chỉ cần thu phục các ngươi, đến lúc đó thánh giáo sẽ duy ngã độc tôn, tiên vân đại lục cũng là thiên hạ của ta. Ngươi nghĩ cái dám gì thế? Triệu Yêu Yêu nhếch miệng, ngươi vừa đến Lam Kinh, đoán chừng đã bị Cơ Tỷ Tỷ hoặc Nguyệt Tỷ Tỷ chém thành thịt nát. Tâm ma kỳ chủ chậm rãi lắc đầu, thu phục các ngươi không cần bổn kỳ chủ đến Lam Kinh. Chỉ cần phái hai người các ngươi trở về, từ nội bộ phân hóa Phiếu Miểu Tiên Môn và Cơ Triều là được. Đến lúc đó, Lam Kinh tất sinh đại loạn, thánh giáo ta sẽ thừa cơ quật khởi.
Nói nghe hay lắm, nhưng ngươi có nghe qua một câu này hay không? Diệp Mộng Oánh cười nhạt, nhân vật phản diện thường hay chết sớm vì nói nhiều không? Tâm ma kỳ chủ sửng sốt, ngươi nói vậy là có ý gì? Chính là ý này đây. Diệp Mộng Oánh bỗng thoát khỏi dây buộc, đá bay một cước, đạp bay tâm ma kỳ chủ ra ngoài. Bành! Một tiếng vang thật lớn, tâm ma kỳ chủ va vào vách tường, đánh sập một khối nhỏ, mơ hồ còn có nước thấm vào. Nếu là nơi khác, một cước này của ngươi có thể lấy đi tính mạng của ta. Tâm ma kỳ chủ bỗng nhiên biến thành vô số hắc tuyến, rất nhanh được dệt trở lại, nhìn qua đều bình yên vô sự, nhưng nơi này là tam tài tụ nguyệt đàn, chỉ cần tế đàn không bị phá, ta có thể trùng sinh vô hạn. Triệu Yêu Yêu cũng đã khôi phục lại tự do, một cước đạp vào bệ đá màu đen, thế không phải phá hủy tế đàn này là được sao? A! À, Triệu Yêu Yêu kinh hô một tiếng, phát hiện bệ đá hoàn toàn không nhúc nhích. Ha ha ha, kinh nghiệm giang hồ của các ngươi quá ít, cũng chẳng hiểu biết gì nhiều về thánh giáo. Tâm ma kỳ chủ cười ha hả, gương mặt hiện lên vẻ đắc ý, tế đàn này hủy không được đâu, ngươi đừng uổng phí sức lực. Triệu Yêu Yêu chẳng tin mấy chuyện hoang đường này, thế giới này không tồn tại vật không thể hủy được. Vậy ngươi có thể thử, tâm ma kỳ chủ khinh bỉ nói. Tam tài tụ nguyệt đàn, Diệp Mộng Oánh nghe được cái tên, mới nhớ đến phần tài liệu mà Cơ Thanh Ảnh và Nguyệt Thanh Nhã đã đưa cho nàng, trong đó có ghi chép về tam tài tụ nguyệt đàn. Tế đàn tụ nguyệt, bản thân chẳng có gì lạ, là tế đàn vạn hỏa giáo dùng để tế tự nguyệt thần và hỏa thần. Nhưng tam tài lại có chút lai lịch. Xét theo ý nghĩa bình thường, tam tài là chỉ thiên địa nhân. Nhưng vạn hỏa giáo lại dùng nó để đại diện cho ba loại đẳng cấp của tế đàn, tất nhiên sẽ được xây dựng ở ba thế giới khác biệt. Năm đó, Dã Hỏa lão tổ biết được ông ta sắp bị trục xuất khỏi liên minh tu tiên, cho nên đã cố ý phân tán đồ tử đồ tôn của mình đến các tinh vực khác nhau. Để bảo tồn hạt giống, không đến mức vạn hỏa giáo bị tiêu diệt triệt để, Dã Hỏa lão tổ đã phân một phần sức mạnh của mình vào trong tế đàn. Vì thế, những tế đàn này có được một lực lượng pháp tắc, chỉ cần thiên tế đàn không sao, địa tế đàn sẽ không cách nào bị phá hư. Nếu địa tế đàn không sao, thiên tế đàn sẽ không cách nào bị phá hư. Trừ phi có người có thể phá vỡ pháp tắc này, còn không, tế đàn sẽ không cách nào bị phá hư, tồn tại vĩnh hằng. Tu tiên giả muốn phá vỡ pháp tắc, chỉ có độ kiếp thành tiên mới có thể làm được. Thiên tế đàn được xây dựng tại một tinh cầu nào đó bên trong cửu giới liên minh tu tiên, nhưng đã bị hủy đi hơn một vạn năm trước. Không ai biết địa tế đàn được thiết lập ở chỗ nào, mà tế đàn ở Tiên Vân Đại Lục đều là thiên tế đàn. Cho nên, nếu địa tế đàn không bị hủy, thiên tế đàn cũng sẽ vĩnh tồn. Nhân tế đàn vẫn còn đó, Diệp Mộng Oánh và Triệu Yêu Yêu sẽ không cách nào thoát khỏi kết giới. Hết thảy đều bế tắc. Diệp Mộng Oánh suy nghĩ không biết có nên dùng thuấn phù gọi tất cả tỉ muội đến hay không, tập trung lực độ kiếp kỳ phá hủy pháp tắc này. Bằng không, dư nghiệt vạn hỏa giáo sẽ không bị thanh trừ sạch sẽ. Ha ha, chỉ cần tế đàn vẫn còn tồn tại. Cho dù chúng ta chết, qua mấy trăm năm nữa, mấy ngàn năm nữa, chúng ta vẫn có thể phục sinh như cũ. Tâm ma kỳ chủ cười rộ lên, đến lúc đó các ngươi vẫn còn chứ. Tiên Vân Đại Lục chú định chính là thiên hạ thánh giáo, các ngươi mới là người từ bỏ dãy ruộng đi. Cho dù không đánh tan được tế đàn này, ít nhất xử lý ngươi trước rồi nói sau. Triệu Yêu Yêu tức điên lên, bỗng dưng vọt đến sau lưng tâm ma kỳ chủ. Dùng tay lôi vô số dây nhỏ sau đầu ông ta ra, một phát kéo đứt xoắn xoắn mãi, khó chịu quá. Con người tâm ma kỳ chủ trở nên ảm đạm nhưng vẫn không hề yếu đi, vô dụng thôi, người không phá được tế đàn, ta cũng sẽ không chết. Hơn ngàn vạn sinh hồn Trường Mộng Châu sẽ tẩm bổ một cơ thể mới cho ta. Đến lúc đó, bổn kỳ chủ vẫn có thể tiêu dao bốn phía, còn các ngươi thì bị vây chết ở đây. Nói xong, thân hình ông ta trực tiếp tiêu tán. Hai người đánh loạn tế đàn hơn nửa ngày vẫn không hề có tác dụng. Triệu Yêu Yêu hỏi, Mộng Oánh tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta không ra ngoài được sao? Đừng sợ, Diệp Mộng Oánh lấy một khối ngọc giản từ trong ngực ra, đọc tin tức ghi chép bên trong, phát hiện quả thật có ghi chép về tam tài tụ nguyệt đàn nhưng phương pháp phá giải chỉ có một. Phương pháp này, bọn họ làm không được. Đáng sợ nhất chính là, bên trong phạm vi bao phủ của tế đàn, bùa gì cũng không truyền ra được. Cũng không cách nào liên lạc với Cơ Thanh Ảnh, Nguyệt Thanh Nhã.
Không phải chứ, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị vây chết ở đây? Triệu Yêu Yêu là người vô cùng thông minh, nhìn sắc mặt của Diệp Mộng Oánh, nàng liền đoán được mấy phần, có chút sa sút tinh thần ngồi xuống bệ đá màu đen, chúng ta sẽ không chết già nơi này chứ? Ta không muốn. Diệp Mộng Oánh cũng không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống, tĩnh tâm nghĩ cách phá cục. Nếu có phu quân ở đây thì tốt rồi. Triệu Yêu Yêu cảm khái nói, hắn chắc chắn sẽ không bị thứ đồ chơi này vây khốn, tùy tiện một quyền là có thể phá nát tế đàn. Diệp Mộng Oánh vẫn nghiên cứu tư liệu liên quan đến tế đàn. Phu quân, mặc kệ bây giờ chàng có nghe hay không, nhưng chàng nhất định phải cứu ta và Mộng Oánh tỷ tỷ. Triệu Yêu Yêu biết rõ không có tác dụng gì, nhưng vẫn vô thức cầu xin Hạ Thiên giúp đỡ, chàng mau đến cứu chúng ta, chàng có nghe được hay không? Nguyệt Phương Nguyên. Nghe rồi, Hạ Thiên không kiên nhẫn khoát tay, nói với Ngải Luân, được, cái này có gì mà không được, nhất định sẽ cứu. Ngải Luân nở nụ cười hài lòng, ngươi nhớ kỹ lời của ngươi đã nói đấy nhé. Nhị sư phụ, ông có gì thì cứ nói thẳng, còn chơi trò bí hiểm với ta. Hạ Thiên nhìn Ngải Luân, bất mãn nói. Ngải Luân mỉm cười nói, không phải chơi trò bí hiểm, ta cũng không xác định chuyện gì sẽ phát sinh, nhưng chỉ cần ngươi không ra tay. Có ta ở đây, những người khác hoàn toàn không gây thương tổn được cho nàng. Ông cứ như vậy mà khẳng định ta sẽ gây phiền phức cho bà ta. Hạ Thiên mỉm cười hỏi. Không xác định, Ngài Luân lạnh nhạt nói, cho nên ta mới cần ngươi đồng ý với ta trước. Y Tiểu Âm cũng cảm thấy Ngài Luân nhất định đã biết điều gì đó, nhưng nếu ông không muốn nhắc đến, Hạ Thiên cũng sẽ không để ý. Nàng tất nhiên cũng không cần thiết phải truy vấn quá nhiều. Người đằng trước là cổ thần bà. Lương Diệu Trúc bỗng nhiên chỉ về phía trước, nhỏ giọng hỏi, vì sao nhìn bà ấy không giống lúc trước cho lắm. Mọi người đưa mắt nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi, đứng cách bọn họ khoảng 500 mét, đang mỉm cười nhìn bọn họ. Đúng, chính là bà ấy. Ngài Luân đáp. Y Tiểu Âm nói, trẻ quá. Hạ Thiên từ xa nhìn cổ thần bà, sau đó nói với Ngài Luân, nhị sư phụ. Ta biết ông tại sao lại muốn ta cứu bà ấy rồi. Biết thì tốt, không cần phải nói ra. Ngài Luân khoát tay, đi trước, không phải nói sẽ chờ trước tế đàn sao, tại sao nàng lại đến đây? Có khách quý đến, đương nhiên là phải nghênh đón rồi. Cổ thần bà lúc này nhìn chỉ khoảng 25-26 tuổi, trạng thái cơ thể cũng ở vào trạng thái tuổi trẻ, gương mặt còn nở nụ cười nhàn nhạt. Đi đằng sau, Lương Diệu Trúc một lần nữa nhìn không được. Liền nói, nhìn sao cũng không giống người lúc trước, không phải bề ngoài không giống mà là cảm giác không giống. Y tiểu thư không phải đã nói rồi sao, quá trẻ. Hồ Hóa Vũ giải thích. Không đúng, không chỉ là quá trẻ. Lương Diệu Trúc lắc đầu, điều này thì ta nhìn ra được, nhưng tại sao ta lại cảm thấy tính cách cũng thay đổi. Hồ Hóa Vũ mỉm cười nói, ngươi không chung đụng với cổ thần bà, làm sao ngươi biết tính cách của bà ấy như thế nào? Dù sao cũng là không giống. Lương Diệu Trúc vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, người nói bà ấy có phải cùng một người hay không? Hạ Thiên nhếch miệng, bà ấy có phải hay không cũng chẳng liên quan đến ta, thế có liên quan gì đến ngươi? Ngươi, Lương Diệu Trúc tức giận đến miệng cũng sai lệch. Vừa rồi thật ngại quá, sức khỏe của ta xảy ra vấn đề, không thể không tạm thời để mọi người ở chút lâu. Cổ thần bà thấy đám người Hạ Thiên và Y Tiểu Âm đến gần. Lập tức thành khẩn xin lỗi, để phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ta đã nhờ Ngải Luân đi đón mọi người. Hạ Thiên nói, ban đầu, tâm trạng của ta thật sự khó chịu, muốn đánh ngươi một trận, nhưng ai bảo ngươi là nhị sư nương của ta chứ, lần này xem như bỏ qua. Không sao, chúng ta đi thăm bệnh nhân trước đi, Y Tiểu Âm cũng không để trong lòng, chỉ thúc giục, chúng ta đến là để chữa bệnh cho người. Cổ thần bà gật đầu, chậm rãi đi trước dẫn đường. Bệnh nhân đang ở trên tế đàn, các ngươi đi theo ta, đừng lộn xộn, nếu không sẽ phát động một số cơ quan nguy hiểm đến tính mạng. Đi được một lúc, tầm mắt bỗng nhiên trở nên trống trải. Đằng trước đích thật có một tế đàn hình lục giác rất lớn, cao khoảng hơn 30 mét, có 6 cầu thang thông lên đỉnh. Tế đàn nhìn hơi cũ, bên trên mọc đầy dây leo và rêu. Cầu thang cũng bị tàn phá, trông giống như bị đao kiếm chém qua. Một đoàn người dưới sự dẫn dắt của cổ thần bà, chậm rãi bước lên cầu thang. Sao, Y Tiểu Âm đột nhiên cảm thấy hơi sợ, nói khẽ áp bách từ hồ nước hẳn phát ra từ nơi này,
Tế đàn này không chỉ là bộ phận lộ ra khỏi mặt nước. Ngài Luân giải thích, nó hướng xuống, hẳn là thẳng đến đáy hồ, thậm chí chỗ càng sâu hơn. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Ta cũng không biết hồ này sâu bao nhiêu. Trước kia ta cũng đã từng lặn xuống, nhưng chỉ hơn 500 mét đã không chịu nổi uy áp. Lương Diệu Trúc mở to mắt, chuyện này có chút biến thái, người bình thường không mang theo dưỡng khí, làm sao có thể lặn sâu như vậy? Người bình thường hoàn toàn không vào được nơi này. Hồ Hóa Vũ cười khổ một tiếng, ngay cả ta cũng gánh không nổi uy áp đó chứ đừng nói chi lặn xuống Nguyệt Tương Hồ. Lặn không được không phải rất bình thường sao? Hạ Thiên tùy ý nói, hồ này nói không chừng thông đến dị giới, cho nên uy áp của nó mới mạnh như thế. Ngài Luân kinh ngạc hỏi, người biết? Không biết, Hạ Thiên nhếch miệng, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, nhưng hẳn đúng 8-9 phần. Ngài Luân trừng mắt với hắn một cái, không thèm để ý hắn nữa. Bệnh nhân trên tế đàn là người Thiên Trúc sao? Y Tiểu Âm đi đằng trước, gần như song song với cổ thần bà, nhịn không được liền mở miệng hỏi. Ánh mắt cổ thần bà sâu như nước, thản nhiên đáp lại, là Hồ Tiểu Thúy nói với ngươi. Đúng, Y Tiểu Âm gật đầu, nói sơ qua một lần những chuyện mà Hồ Lão Thái Thái đã nói, đương nhiên nàng không nhắc đến chuyện liên quan đến ân oán giữa cổ tộc, cổ thần bà và cổ trùng. Bà ấy nói cũng không ít, biểu hiện cổ thần bà vẫn lạnh nhạt, nhưng giọng nói đã nhẹ nhàng hơn không ít, tuy nhiên, thật ra có một số việc bà ấy không hiểu cho lắm. Bên trong cơ thể người kia không có cổ trùng, cũng chẳng có liên quan gì đến cổ tộc. Ông ta cũng không phải người Thiên Trúc, thậm chí ngay cả người cũng không phải. Y Tiểu Âm nghe xong, ngược lại kinh ngạc không thôi, vội hỏi, vậy rốt cuộc ông ta là ai, tại sao lại? Không vội, cổ thần bà đưa tay ngăn lại Y Tiểu Âm hỏi thăm, chúng ta cứ đến đó nhìn xem xong rồi lại nói. Hạ Thiên nói với Y Tiểu Âm, vợ y, có một số việc không cần biết quá rõ ràng. Dù sao chúng cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta đến xem bệnh cho người ta, chữa khỏi bệnh, chúng ta sẽ rời đi. Y Tiểu Âm cau mày, nếu việc đơn giản như vậy thì tốt rồi. Có ta ở đây, chuyện sẽ vô cùng đơn giản, không đơn giản cũng sẽ trở nên đơn giản. Hạ Thiên ôm eo Y Tiểu Âm, nghiêm túc nói. Một lát sau, mọi người đã đến đỉnh tế đàn lục giác. Tuy nhiên, tình huống trên đỉnh khiến bọn họ hơi kinh ngạc, thậm chí Lương Diệu Trúc có chút chịu không được, chạy sang bên cạnh nôn một trận. Mới tí tuổi đầu, cái gì cũng chưa có làm đã mang thai rồi. Hạ Thiên trêu chọc, Lương Diệu Trúc phun ra một ngụm nước bọt, lại bị Hạ Thiên chọc giận, ngươi mới mang thai đó. Cái này, uể, Hồ Hóa Vũ cố nén một chút, nhưng rốt cuộc không chịu được. Chạy sang bên cạnh Lương Diệu Trúc nôn mửa. Thật ra, trên đài cũng chẳng có gì quá ác. Chỉ có một bệ đá màu đen, bên trên ngồi một người, cơ thể khô gầy như củi, chỉ có cái đầu là bóng loáng như nước. Sở dĩ cơ thể của ông ta khô gầy như vậy, nguyên nhân cũng không có gì phức tạp, đáp án cũng nằm ngay trước mặt mọi người. Vô số sâu kiến xà hạt đang chui ra chui vào cơ thể ông ta. Thậm chí vật mà đống độc vật này bài tiết ra chồng chất trên bệ đá, mau chóng bao phủ người này. Trên đài tản ra một mùi hương không cách nào nói rõ, vừa buồn nôn vừa gai mũi, có chút xông lên não. Ông ta chính là bệnh nhân, Y Tiểu Âm đã sớm tẩy tủy phạt xương nhưng vẫn không chịu nổi cái mùi này, quay sang nhìn cổ thần bà. Ở đây chỉ có ba người là thờ ơ với cái mùi đó, chính là Hạ Thiên, cổ thần bà và Ngải Luân. Hạ Thiên thì dễ nói rồi, băng hỏa linh khí chuyên trị những thứ không bình thường, loại mùi này đối với hắn mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có. Cổ thần bà cũng không có gì để nói không chừng những thứ này đều do bà ta nuôi, trên bản chất bà ta cũng chẳng phải người. Điều kỳ lạ duy nhất chính là Ngải Luân, chẳng lẽ ông đã đến qua, sớm đã thành thói quen. Tuy nhiên, lực chú ý của tất cả mọi người đều nằm trên người kia. Không ai để ý đến Ngải Luân cả. Người này, các ngươi có thể trị không? Cổ thần bà thành thật nhìn Hạ Thiên và Y Tiểu Âm, ông ta vẫn còn tác dụng đối với ta. Có mấy lời ta nhất định phải hỏi ông ta cho rõ ràng. Biểu hiện Y Tiểu Âm trở nên ngưng trọng, quan sát người trước mắt. Nhìn đầu, người này khá khỏe mạnh, không hề có bất kỳ mau bệnh nào. Nhưng từ cổ trở xuống lại bị rắn rết bò đầy. Nói không chừng lục phủ ngũ tạng đều bị ăn sạch sẽ.
Nếu là người bình thường hẳn đã chết sớm rồi, nhưng người này rõ ràng còn sinh cơ, không phải người chết. Người cảm thấy thế nào? Y Tiểu Âm không hề có chút tự tin nào. Nàng nhìn Hạ Thiên, ông ta còn có thể cứu sao? Hạ Thiên cười nói, vợ y, nàng không nên nói với ta những lời như thế. Ta là ai, ta có bản lãnh gì, chẳng lẽ nàng không biết sao? Ngươi có bản lãnh gì? Lương Diệu Trúc hợp thời hỏi ngược lại, ta thấy ngươi chẳng có bản lãnh nào cả, chỉ biết khoác lác. Mặc dù người này không chết nhưng cũng không sống nổi. Cơ thể đã hòa cùng một thể với cổ trùng. Nếu tách khỏi cổ trùng, ông ta sẽ phải chết. Nếu không tách, nói không chừng còn có thể tồn tại một khoảng thời gian nữa. Nhưng ta là Hạ Thiên. Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên chẳng thèm quan tâm đến Lương Diệu Trúc, tự nhiên nói ra slogan của mình, y thuật của ta là đệ nhất thiên hạ. Trên thế giới này không có bệnh nào là ta không chữa khỏi, cũng không có người nào là ta không cứu được. Lương Diệu Trúc cau mũi, cười nhạo, dừng. Lần này, Y Tiểu Âm không hề có ý định muốn thử, trực tiếp từ bỏ. Nàng nói với Hạ Thiên, vậy ngươi bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Muốn ta trị, phải có một điều kiện. Hạ Thiên quay sang nhìn cổ thần bà, lười biếng nói. Cổ thần bà nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ngươi nói đi. Chữa khỏi cho người này xong, ngươi phải cho ta xử lý ông ta. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, còn nữa, ngươi gả cho nhị sư phụ làm vợ nhỏ. Ngài Luân trừng mắt, này, ngươi còn ở đó rông dài làm gì? Ta đâu có bảo ngươi yêu cầu như thế. Ngươi chỉ có hai điều kiện này, cổ thần bà nói. Xử lý phế vật không tính điều kiện, bởi vì ông ta không xứng. Hạ Thiên hờ hững giải thích, đằng sau mới là điều kiện. Cổ thần bà có chút nghi hoặc nhìn Hạ Thiên, ngươi nhất định muốn ta phải gả cho Ngài Luân. Ngươi cũng nhìn ra được ta không phải người, hơn nữa tuổi tác cũng đã mấy trăm. Điều đó không quan trọng, Hạ Thiên không để ý phất tay, ngươi chỉ cần nói ngươi có đồng ý hay không. Ngài Luân vội đến trước mặt Hạ Thiên, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đương nhiên là giúp ông lấy vợ nhỏ rồi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, vợ lớn, ông cũng đừng suy nghĩ, nhất định chỉ có mẹ của vợ ngài Vi Nhi thôi. Ta và mẹ của Vi Nhi đã ly hôn từ lâu, mấy chục năm cũng không gặp lại. Ngài Luân nói, ngươi còn quản đến chuyện riêng của sư phụ mình à? Hạ Thiên không hề nói đùa, bà ấy nhất định phải đồng ý. Bà ấy phải là nhị sư nương chân chính của ta mới có thể giúp bà ấy. Nếu không phải, dựa vào cái gì? Bà ấy xứng sao? Ngươi đúng là, Ngài Luân bỗng nhiên mỉm cười, quay sang nói với cổ thần bà, nàng không cần để ý. Hắn chỉ nhất thời nhanh miệng thôi. Ta đồng ý, cổ thần bà không ngại, lập tức gật đầu, tuy nhiên, ta cũng có điều kiện ngoài định mức, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Hạ Thiên hỏi, ngươi dùng thân phận nhị sư nương đưa ra yêu cầu hay là thân phận cổ thần bà đưa ra yêu cầu? Đã đồng ý với điều kiện của ngươi, dĩ nhiên là với thân phận nhị sư nương của ngươi rồi. Cổ thần bà lạnh nhạt nói. Được, ngươi nói đi. Hạ Thiên ngáp một cái, chỉ cần không quá đáng, ta nhất định sẽ thuận tay giải quyết cho ngươi. Cổ thần bà cười nói, cũng không quá đáng đâu, chỉ là sau khi chữa khỏi cho người này xong, ngươi thuận tay đập tế đàn này đi là được. Điều này không thành vấn đề. Hạ Thiên gật đầu. Ngươi không suy tính một chút sao? Cổ thần bà có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên, tế đàn này cũng không dễ nện như vậy đâu. Bằng không, ta đã ra tay rồi. Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi không được không có nghĩa là ta không được. Một tế đàn rách thôi mà, ta tiện tay cũng có thể đập nát nó. Không vội, trước chữa bệnh cho ông ta đi đã. Cổ thần bà cười nhạt, tuy nhiên, các ngươi phải cẩn thận. Người này dường như đã hòa cùng một thể với tế đàn, động đến ông ta sẽ khiến cho toàn bộ tế đàn phản kích. Những thần y mời đến đa số đều bị lực phản chấn của tế đàn giết chết. Hạ Thiên đáp, đó là do bọn họ quá phế vật. Ngươi không nên khinh địch, Y Tiểu Âm nhẹ giọng nhắc nhở. Chiến lược của Hạ Thiên từ trước đến nay đều là khinh thường tất cả mọi người, coi trọng đối thủ có thực lực về chiến thuật, sau đó tìm đúng nhược điểm, một kích tất sát. Người trên bệ đá màu đen, ngoại trừ đầu, những bộ phận khác đều bị kiến độc rắn rết chiếm lấy, thậm chí còn tích lũy một đống chất thải thật lớn. Muốn nhìn ra là bệnh gì, quả thật có chút khó khăn. Trước thanh lý cái đống ngổn ngang này, Y Tiểu Âm đề nghị.
Cổ thần bà ở một bên có lòng tốt nhắc nhở, trước đó ta đã nói qua, ông ta đã hòa cùng một thể với những vật này. Nếu tùy tiện thanh lý, chỉ sợ ông ta sẽ chết ngay lập tức. Có ta ở đây, ông ta có muốn chết cũng chết không được. Hạ Thiên không thèm để ý. Hắn quay sang nói với Hổ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc, hai người các ngươi dọn dẹp sạch sẽ những thứ này đi. Vì sao ngươi lại bảo ta và Vũ Ca làm chứ? Lương Diệu Trúc không đồng ý, tại sao ngươi không tự làm? Ta không cần thiết phải làm những chuyện nhỏ nhặt này, lãng phí tinh lực lắm. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cao thủ nhất định đều phải xuất thủ trong thời khắc mấu chốt. Có như vậy mới đẹp trai được. Hồ Hóa Vũ hơi do dự, đám độc trùng rắn kiến này, ta và Diệu Trúc cũng không nhận biết hết, không biết độc tính của chúng. Nếu trực tiếp thanh lý, có thể khiến cho vị tiên sinh này. Các ngươi cứ làm đi. Hạ Thiên thúc giục, về phần người này có chết hay không, chết thảm như thế nào, các ngươi không cần quan tâm. Y Tiểu Âm thở dài, để ta làm. Vợ y, nàng đừng nhúc nhích. Hạ Thiên ngăn lại Y Tiểu Âm, thứ này nhìn buồn nôn lắm, ta không cho nàng đụng vào đâu. Y Tiểu Âm cũng không biết nên cảm động hay là nên nói Hạ Thiên thật sự quá bá đạo. Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc im lặng, Lương Diệu Trúc hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, chỉ muốn dùng ánh mắt giết chết hắn. Đừng dây dưa nữa, mau làm nhanh đi. Hạ Thiên nói, càng để lâu, thứ mà các ngươi cần thanh lý sẽ càng nhiều hơn. Cũng đúng, Hồ Hóa Vũ không tiếp tục do dự nữa, lấy mấy bao phấn mạt từ trong ngực ra, đổi một vòng quanh bệ đá màu đen, nhưng vẫn để lại một cái lỗ không lớn không nhỏ. Mặc dù Lương Diệu Trúc không muốn làm cho lắm, nhưng cũng làm giống như vậy, đổ thêm một vòng tròn bên ngoài vòng tròn của Hồ Hóa Vũ. Lửa lên, cổ động. Hai ngón tay Hồ Hóa Vũ bắn ra một đốm lửa, rơi xuống đống phấn mạt. Oanh! Đám bột phấn kia bắt đầu cháy lên. Trong không khí tràn ngập một mùi hương phức tạp cổ quái. Mê cổ hương, Ngải Luân cũng xem như kiến thức rộng rãi, lập tức gọi ra được tên của mùi hương. Y Tiểu Âm bổ sung, không đơn thuần chỉ là mê cổ hương, còn có nhiên cốt hương, toái chu tâm, lam ma chi, ít nhất 72 loại hương dùng để bồi dưỡng cổ vương hương khí. Đi! Hồ Hóa Vũ nghiêm túc phung tay, một hắc ảnh từ trong tay áo hắn ta bay ra. Viêm trùng, tử giáp hoàng nha, cách cổ vương một bước xa. Cổ thần bà liếc qua, có chút tán thưởng, Hồ Tiểu Thúy quả thật rất để ý đến việc bồi dưỡng đứa cháu trai này, không giống mấy đứa con trai phế vật của bà ta. Bên kia, Lương Diệu Trúc cũng dùng cổ trùng nàng nuôi từ nhỏ, là một con tế mật lân phiến đế vương Nga. Mắt cổ thần bà sáng lên, cười nói, bách lân tàm, cũng không tệ, tư chất càng có ưu thế, tiền đồ vô lượng. Người đang làm giám khảo à? Hạ Thiên khó chịu nhìn cổ thần bà, ở đây không phải hiện trường tuyển chọn của cổ vương mời vào chỗ, chẳng lẽ ngươi còn muốn phát thẻ S cho bọn họ? Ngải Luân kỳ quái nhìn Hạ Thiên, không nghĩ đến ngươi cũng xem mấy chương trình tạp kỹ đó, thật hiếm thấy. Ta chẳng hứng thú xem mấy tiết mục dở hơi như thế. Hạ Thiên khinh thường, khoát tay nói, là Triệu Tửu Nhi thích xem. Mỗi lần ta và Thanh Thanh nha đầu nói chuyện, nó lúc nào cũng cố ý mở to âm lượng. Trong đó có cái chương trình dở hơi đó. Cổ thần bà chưa từng nghe qua những chương trình đó, nhưng vẫn hiểu được lời chế giễu của Hạ Thiên. Bà cười nói, tư chất của bọn họ đích thật rất tốt, chỉ cần Hồ Tiểu Thúy đồng ý, ta sẽ nhận bọn họ làm đệ tử thân truyền. Đoán chừng không có khả năng, Ngài Luân mỉm cười, có chút trêu chọc được nàng chọn làm đệ tử thân truyền, tương đương với việc chuẩn bị tuyển chọn cổ thần đời sau, cả đời chỉ có thể ở lại Nguyệt Phương Nguyên. Bọn họ còn đang tuổi thanh xuân, nếu ở lại đây suốt cuộc đời thì quá tàn nhẫn rồi. Năm đó, khi ta trở thành cổ thần, không ai nói với ta nó tàn nhẫn cả. Cổ thần bà cảm khái nói. Thời đó vẫn còn là đại thanh mà. Ngài Luân nói, xã hội phong kiến thường không có nhân tính. Nếu lúc đó có ta, ta nhất định sẽ làm thịt những người ép buộc nàng. Cổ thần bà không nói gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn Ngài Luân. Trên bệ đá màu đen, đám độc trùng rắn kiến bị mùi hương hun khói, chạy loạn xà ngầu. Cổ trùng của Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc cũng phân tán uy áp, khiến cho đám sâu kiến bỏ khỏi người Thiên Trúc. Không bao lâu sau, đám độc trùng rắn kiến có chút không chịu nổi, bắt đầu phản kích. Từng tầng côn trùng không rõ bay lên, bay về phía Hồ Hóa Vũ và Lương Diệu Trúc.
đám vật nhỏ này lại còn hiểu được đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ tiếc là, dù sao bọn chúng cũng là sinh vật có trí khôn thấp, vừa rời khỏi bệ đá màu đen, trong nháy mắt đã bị hai vòng lửa bên ngoài nuốt chửng, đốt thành cho tàn. Về phần đám rắn độc, chúng đã bị ngân châm của Y Tiểu Âm đóng đinh ngay tại chỗ. Dần dần, thân hình người Thiên Trúc lộ ra, cơ thể nát nhừ, chỉ còn lại lớp da bị tàn phá và xương cốt bị đục thủng. Người này còn sống hay không vậy? Lương Diệu Trúc không đành lòng nhìn tiếp, lục phủ ngũ tạng khô quắt, làm sao mà cứu? Hồ Hóa Vũ bỗng hét lớn, Diệu Trúc, đừng phân tâm. Bành! Từ đầu gối người kia trở xuống bỗng nhiên cháy bùng lên, rất nhiều bọt nhỏ bắn tung tóe ra ngoài. Lương Diệu Trúc vô thức muốn rời khỏi, khiến đế vương Nga đang được nàng khống chế trong nháy mắt bị tung tóe, mấy miếng lân phiến bị đốt không còn. A! À, nàng kêu lên đau đớn. Y Tiểu Âm nhìn thấy, vội đâm cho nàng một châm làm dịu cơn đau, sau đó cứu con đế vương Nga đang bị thương trở về. Hồ Hóa Vũ đã sớm có sự chuẩn bị, thu hồi con viêm trùng của mình lại, thúc ngọn lửa lớn hơn, mau chóng đốt cháy đống bọt nhỏ. Được rồi. Qua mấy phút nữa, Hồ Hóa Vũ thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Trên bệ đá màu đen, ngoại trừ một mảnh tàn tích bị cháy, chỉ còn lại người Thiên Trúc không biết sống chết. Hạ Thiên, bây giờ phải xem ngươi rồi. Hồ Hóa Vũ thở hổn hển nói với Hạ Thiên. Cổ thần bà thấy Hạ Thiên vẫn sững sững, không khỏi nhắc nhở lần nữa, người này tên Ni Ma La, hình như là tà tu, tâm tính hòa cùng một thể với tế đàn. Người tốt nhất nên cẩn thận một chút, những người khác thối lui ra đằng sau của ta. Ngoại trừ Hạ Thiên, những người còn lại thức thời thối lui đến sau lưng cổ thần bà. Ta chẳng quan tâm ông ta là cái gì tu, chẳng liên quan gì đến ta. Hạ Thiên không hứng thú quan tâm những vấn đề này, giữa ngón tay lộ ra một ngân châm, trực tiếp vận nghịch thiên bát châm đâm về phía mi tâm Ni Ma La. Cây kim vừa cách lông mày ba tấc đã bị cản lại. Giống như có một bức tường vô hình ngăn cản cây châm tiến lên. Muốn so khí lực với ta, người có thực lực này sao? Hạ Thiên khinh thường nhếch miệng, tiếp tục đâm tới. Vèo! Bên trên tế đàn, một luồng cuồng phong quái dị không biết từ nơi nào thổi tới. Lương Diệu Trúc và Hồ Hóa Vũ mất tập trung, thiếu chút nữa bị thổi đi. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Cổ thần bà thản nhiên nói, đằng sau còn có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần có người chữa bệnh cho Ni Ma La, tế đàn này sẽ dùng đủ loại chiêu thức để cản trở. Nhưng muốn phá tế đàn này, nhất định phải cứu sống Ni Ma La trước. Những thần y trước kia chỉ làm được một thứ, hy vọng Hạ Thiên có thể phá đồng thời cả hai thứ luôn. Hạ Thiên vẫn không hề nhúc nhích trong cuồng phong, ngân châm đã chạm đến mi tâm Ni Ma La, từng chút một đâm vào. Vèo! Bỗng dưng, bệ đá màu đen trong khoảnh khắc lui về phía sau mấy mét tránh đi ngân châm của Hạ Thiên. Muốn chơi với ta sao? Hạ Thiên lập tức hứng thú hẳn lên, trong phút chốc vọt đến bên cạnh Ni Ma La, ngươi có nhanh bằng ta không? Bệ đá màu đen một lần nữa chớp động, Hạ Thiên rất nhanh cũng đi theo. Một người một bệ đá, trên đỉnh thế hồn bắt đầu chơi trò ngươi chạy ta đuổi. Yên tĩnh lại cho ta được không? Hạ Thiên cảm thấy phiền, một cước đạp vào mép bệ đá màu đen, nếu còn cử động nữa, ta đạp sập ngươi. Bệ đá màu đen run lẩy bẩy, không tiếp tục di chuyển. Ngân châm chậm rãi đâm vào mi tâm của Ni Ma La. Tiếp theo, cơ thể Ni Ma La dùng tốc độ cực nhanh hồi phục như cũ. Xương cốt vỡ vụn trong một giây ngắn ngủi đã trực tiếp khép lại. Tiếp theo là kinh lạc, huyết nhục. Cuối cùng là làn da. Cho đến khi khôi phục lại hình dáng ban đầu. Cải tử hoàn sinh. Đây không thể xem là y thuật, mà có thể được xem là tiên thuật. Tuy nhiên, đây chỉ là thao tác cơ bản nhất trong nghịch thiên bát châm. Lương Diệu Trúc nhìn thấy, không khỏi há hốc mồm. Trước đó, nàng vẫn luôn hoài nghi Hạ Thiên không biết y thuật. Bây giờ, nàng vừa kinh ngạc lẫn khâm phục, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sao? Sau khi Hạ Thiên khôi phục lại nguyên dạng cho Ni Ma La, hắn chợt phát hiện người này không khôi phục ý thức. Hắn quyết định châm thêm một châm. Chỉ là khi hắn đâm kim lần nữa. Một âm thanh vang dội thông qua ngân châm rót vào trong đầu hắn. Người nào dám tự tiện quấy nhiễu vạn năm tính tu của bổn tọa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 157.